Minh Vương và 7 chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 19. Ban đầu Lâm Thanh Đàn rất tức giận, cô nghĩ rằng cho dù Lục Vân nói gì thì cô cũng sẽ không bao giờ tin nữa, nhưng khi nghe hắn nói chuyện này, cô vẫn sững người trong giây lát. Lục Vân đã giết người Nhật Bản đó. Lâm Thanh Đàn đã đoán được câu trả lời này nhưng cô chưa từng dám nghĩ sâu hơn về nó. Đối với người có đầu óc đơn giản như cô, giết người là một chuyện vô cùng kinh khủng. Cô chưa bao giờ dám nghĩ rằng một ngày nào đó em trai mình sẽ trở thành kẻ giết người. Lâm Thanh Đàn sững người một lúc và nói, em nói thật chứ? Lục Vân gật đầu, Lâm Thanh Đàn nhún vai, hít một hơi thật sâu. Sau đó đột nhiên nở một nụ cười buồn bã, vỗ nhẹ vào người Lục Vân rồi nói, em trai, em đang đùa chị đúng không? Người đàn ông đó đã trở về Nhật Bản rồi. Chị hai, em, câm miệng. Lâm Thanh Đàn đột nhiên hét lên một tiếng, không để Lục Vân nói tiếp về chuyện này nữa. Lúc này, Lục Vân mới nhận ra chị hai đang bảo vệ mình, hắn cười nói, chị hai, thật ra chị rất thông minh, dù như vậy cũng không lừa được chị. Người đàn ông đó đã thực sự quay trở về Nhật Bản rồi. Đương nhiên hắn không thể phụ lòng tốt của chị hai được. Lâm Thanh Đàn giả vờ xoa xoa trán, trong mắt hiện lên một tia lo lắng nhưng cô vẫn nói, được rồi, sau này không được phép nhắc đến ba chữ người Nhật Bản đó nữa, càng không được phép giở trò đùa giỡn nữa. Em hiểu rồi. Một nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên khuôn mặt của Lục Vân. Dù sao chị hai cũng đã giảng hòa với hắn. Cả ngày hôm đó, tâm trạng của Lục Vân rất tốt nhưng Lâm Thanh Đàn lại luôn lơ đấng. Cô biết rằng những gì Lục Vân nói rất có thể là sự thật. Cô cũng không biết mình có thể giữ được bí mật bao lâu. Lâm Thanh Đàn lo lắng cả ngày, cuối cùng cô đưa ra một quyết định táo bạo, đó là một khi phát hiện ra tình hình không ổn, cô sẽ chủ động đứng ra nhận tội thay Lục Vân. Em trai đã làm nhiều chuyện để bảo vệ cô. Vì thế, bất kể có chuyện gì, không thể để em trai gặp nạn được. Buổi tối trở về biệt thự Lục Vân. Lâm Thanh Đàn do dự một lúc lâu, cuối cùng cô bước vào phòng của Diệp Khuynh Thành. Cô đóng cửa lại và nói chuyện với Diệp Khuynh Thành về điều đó. Sau khi nghe xong, trên khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Khuynh Thành không có gì ngạc nhiên. Khi Lâm Thanh Đàn mới bắt đầu nói, cô đã đoán trước được kết quả. Tiểu Lục Vân là người như thế nào chứ? Bá đạo, mạnh mẽ, quan trọng nhất chính là bao che khuyết điểm. Chỉ cần ai đó dám có ý nghĩ xấu xa với người hẳn quan tâm thì hắn sẽ giáng một đòn sấm sét cho đối phương ngay tức khắc. Đó chính là tính cách của Lục Vân. Diệp Khuynh Thành hiểu khá rõ về hắn nên trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp. Có một người em trai như vậy, đời này thực sự không có gì hối tiếc. Lắng lặng nghe Lâm Thanh Đàn nói xong, tâm tình của Diệp Khuynh Thành cũng không có gì thay đổi nhiều. Ngược lại, cô hỏi, nếu như bên trên thật sự điều tra ra chuyện này thì em sẽ làm thế nào? Lâm Thanh Đàn không chút do dự nói, vì bảo vệ em mà em trai đã giết người, vì vậy em sẽ nhận tội thay em ấy và nói rằng em đã giết người đàn ông Nhật Bản đó bằng cách hạ độc. Cô đã suy nghĩ về chuyện này cả ngày cho nên cô rất chắc chắn về câu trả lời của mình. Diệp Khuynh Thành chớp mắt nói, em tốt với tên nhóc xấu xa đó thật. Dù sao thì hẳn ngày nào cũng gào lên đòi cưới chị gái làm vợ. Hay là sau khi cơn phong ba này qua đi, em gả cho hắn được không? Chị cả. Sắc mặt của Lâm Thanh Đàn trầm xuống, cô nói, em đang nói chuyện nghiêm túc với chị, vậy mà chị lại đùa giỡn như vậy. Được rồi, chị không đùa nữa. Diệp Khuynh Thành cố nén cười, cô nói, nếu như em thật sự muốn nhận tội thay hắn thì chị nghĩ em nên chủ động tự thú trước khi bên trên điều tra. Lâm Thanh Đàn cau mày. Một lúc sau, cô lấy điện thoại di động ra và nói, chị nói đúng. Em nên chủ động tự thú. Bây giờ em sẽ gọi 110 và giải thích tình hình cho họ. Đúng lúc này, Diệp Khuynh Thành đột nhiên giật lấy điện thoại di động của Lâm Thanh Đàn. Cô trợn mắt nói, Lâm Thanh Đàn, em đúng là ngực to não phẳng. Em không biết là chị đang nói đùa hả? Ý của chị là, Lâm Thanh Đàn khó hiểu. Diệp Khuynh Thành khẽ thở dài một tiếng. Sau đó nói với giọng điệu phức tạp, em đã từng nghe đến cái tên Vân Thiên Thần Quân chưa? Vân Thiên Thần Quân. Vẻ mặt của Lâm Thanh Đàn đông cứng lại. Đương nhiên là cô từng nghe qua cái tên này. Chỉ cần là người Long Quốc, không, chỉ cần cô là người có tai thì chắc hẳn đã nghe qua cái tên này. Chỉ là đối với đại đa số mọi người, cái tên này quá thần bí và xa vời. Thậm chí nhiều người còn coi cái tên này như một kiểu tín ngưỡng, chôn sâu trong lòng.
Diệp Khuynh Thành gật đầu, tiếp tục nói, Vân Thiên Thần Quân là anh hùng vĩ đại của Long Quốc chúng ta. Đó là một sự tồn tại của một công bằng vạn tội. Hơn nữa, Vân Thiên Thần Quân sẽ không giết người một cách tùy tiện, những người mà ngài giết đều là trừng trị kẻ ác. Chị cả, em đồng ý với những gì chị nói. Dù sao thì Vân Thiên Thần Quân cũng đồng nghĩa với công lý ở Long Quốc, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến Tiểu Lục Vân? Lâm Thanh Đàn khó hiểu hỏi. Diệp Khuynh Thành nhìn chằm chằm vào chỗ đáng kiêu ngạo của Lâm Thanh Đàn. Chẳng lẽ thứ này quá lớn sẽ ảnh hưởng đến IQ thật sao? May mà chỉ số IQ của cô vẫn bình thường. Diệp Khuynh Thành kỳ quái nói, em không hiểu ý của chị sao? Em trai Lục Vân của chúng ta chính là Vân Thiên Thần Quân. Ở Long Quốc, làm gì có ai có tư cách trừng phạt Vân Thiên Thần Quân chứ? Rõ ràng là thân phận của Lục Vân đã bị lộ, nhưng không hiểu mấy chị gái xinh đẹp này đang nghĩ gì mà không chịu thổ lộ với nhau. Nếu như chị hai biết được thân phận của hắn sớm hơn thì chị ấy đã không lo lắng về chuyện tên Nhật Bản đó lâu như vậy. Đương nhiên là cũng không vì chuyện nhỏ đó mà tức giận với hắn. Đối với Vân Thiên Thần Quân, giết một tên Nhật Bản có dã tâm chỉ là chuyện nhỏ. Đó không phải là giết người mà đó là công lý. Em trai là Vân Thiên Thần Quân. Đôi mắt của Lâm Thanh Đàn đột nhiên mở to, cô nói, chị cả, chị có chắc là chị không nói đùa em không? Vân Thiên Thần Quân là nhân vật tôn quý như thế, làm sao chị dám tùy tiện lấy ra nói đùa chứ? Nhưng mà, điều này quá khó tin. Đôi đỉnh kiêu hãnh trên ngực Lâm Thanh Đàn không ngừng run rẩy, sóng gió cuồn cuộn, chứng tỏ cô kinh ngạc đến giường nào. Liên tục hỏi đi hỏi lại Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành không còn lựa chọn, đành duỗi ba ngón tay ra đưa lên cao. Nói tôi, Diệp Khuynh Thành, thề với bóng đèn, chỉ cần tôi nói ra nửa câu giả dối, cả đời sẽ thủ tiết chờ chồng, đời này chỉ được làm bạn với dưa chuột và cà tím. Trong lòng Lâm Thanh Đàn kỳ thật đã tin đến 7-8 phần. Kể từ khi em trai trở về, mọi thứ đã trở nên không còn bình thường nữa, khó khăn đến đâu chỉ cần em trai ra tay, mọi chuyện đều được nhanh chóng giải quyết. Ngay cả Lão Dư, một bậc thầy về Trung Y, cũng chạy đến đây tỏ lòng thành để bái sư. Hơn nữa còn có một bộ kỳ môn châm pháp. Trước đây, Lâm Thanh Đàn không dám tưởng tượng xa thêm về những chuyện này. Mà tất cả những dấu hiệu này cho thấy Lục Vân hoàn toàn không phải là một người bình thường. Vì vậy Lâm Thanh Đàn không thể không tin vào điều đó. Lục Vân là Vân Thiên Thần Quân. Sở dĩ cô hỏi đi hỏi lại Diệp Khuynh Thành, đó thực ra chỉ là bày tỏ cảm giác kinh ngạc mà thôi. Một lúc lâu sau, Lâm Thanh Đàn mới hoàn hồn lại sau cú sốc. Hỏi chị cả, việc em trai là Vân Thiên Thần Quân, chị và những chị em khác đều đã biết chuyện này rồi sao, tại sao chỉ có em là không được biết? Diệp Khuynh Thành nói, có lẽ là các người sớm đã biết, còn không nói cho em biết, thật quá đáng. Đôi mắt của Lâm Thanh Đàn đột nhiên hiện lên một chút oán giận. Thảo nào lúc trước bản thân nói về việc mất tích của cậu người Nhật, những người chị em này đều tỏa vẻ bình tĩnh, còn nói thêm nên tin tưởng Tiểu Lục Vân vô điều kiện. Nhưng không ai nói cho cô biết sự thật cả, khiến cô lo lắng bấy lâu nay. Thực quá tệ mà. Đôi mắt Lâm Thanh Đàn lóe lên, đột nhiên cười danh mãnh nói, chị cả, em cảm thấy đề nghị vừa rồi của chị cũng không tệ. Đề nghị gì? Diệp Khuynh Thành khó hiểu nói. Không phải chị nói, sau khi cơn bão này kết thúc, em có thể gả cho em trai, em cảm thấy có thể cân nhắc lại một chút, dù sao em cũng không còn trẻ. Gả cho Vân Thiên Thần Quân hẳn là chuyện mà vô số cô gái nằm mơ cũng không dám nghĩ tới mà đúng không? Không được, Diệp Khuynh Thành thẳng thừng cự tuyệt. Tại sao không? Hai người là chị em, không có quan hệ huyết thống. Chị là chị cả, lại còn chưa lập gia đình, em vội vàng như vậy làm gì? Ai quy định là chị cả phải lấy chồng trước, nếu cả đời chị không lấy chồng, chẳng lẽ chị muốn sáu chị em chúng em cùng làm bà già cô đơn với chị sao? Phi. Em mới là bà già. Tóm lại chị nói không được là không được. Chị muốn độc chiếm em trai một mình thì cứ nói thẳng đi. Lâm Thanh Đàn, em có tin là chị chọc thủng túi khí của em không? Hai chị em không ai nhường ai, sau đó lại bắt đầu một trận chiến đẫm máu. Ngoài phòng, trước sảnh, Liễu Hiên Nhi mang vẻ mặt âm trầm nói, không. Biết chị cả và chị hai ở trong phòng làm cái gì, bọn họ còn khóa cửa lại nữa. Lục Vân buột miệng nói, hai người đều là nữ thì có thể làm được gì, đương nhiên là đậu bỉ rồi. Hài hước nhưng lại ngốc nghếch, ý của Mên Ám chỉ hai người họ là bách hợp. Hả,
Liễu Hiên Nhi chưa kịp phản ứng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vương Băng Ngưng lập tức ghé vào tai cô nói, chuyện này em biết, hơn nữa em còn biết rất rõ, hai người nam thì gọi là đấu kiếm, cho nên hai người nữ đương nhiên là. Trong lòng Liễu Hiên Nhi có một thái độ quyến rũ, sau khi nghe Vương Băng Ngưng giải thích, nhìn không được mà đỏ mặt, nghiêng đầu nhìn Lục Vân nói, tiểu Lục Vân, em thật to gan, dám nói chị cả và chị hai như vậy sao? Chị cũng giống vậy, mà chị còn đậu bỉ hơn nữa, bởi vì chị ngủ với chị Khuynh Thành lâu nhất. Tên tiểu hỗn đản này, đáng bị đánh. Liễu Hiên Nhi kiều mị hừ một tiếng, giơ nằm đấm nghênh ngang trước mặt Lục Vân, chửi rủa, chị bị chị cả coi là đối tượng quan sát trọng điểm, tất cả không phải là nhờ em sao, tiểu khốn kiếp đã bảo không có việc gì thì đừng quyến rũ chị mày. Em quyến rũ chị. Lục Vân lập tức mở to hai mắt, phản bác lại, rốt cuộc ai quyến rũ ai đây? Chị Hiên Nhi, chị xem lại chính mình đi, chị có một khuôn mặt quyến rũ đủ loại mê hoặc, còn cơ thể chị lại quyến rũ không sao che đậy. Nếu chị nói chị là một con hồ ly tinh chuyển sinh, chắc chắn em sẽ tin ngay đấy. Em gọi ai là hồ ly tinh hả? Có bản lĩnh thử nói lại nữa xem. Liễu Hiên Nhi không vui nói. Lục Vân liền đổi được rồi, chị không phải là hồ ly tinh, chị là vỏ ốc xà cừ, bề ngoài thì đẹp đẽ, áp vào tai còn nghe được âm thanh của biển cả. Vương Băng Ngưng vừa nghe đã hiểu, nhanh chóng thêm dầu vào lửa, chị ba, tiểu Lục Vân muốn nói chị là kỹ nữ đó. Chị sẽ giết em, tiểu hỗn đản này. Liễu Hiên Nhi trong nháy mắt bỏ chạy. Nghiễm nhiên Vương Băng Ngưng ngồi ăn dưa, trong phòng khách và trong phòng ngủ. Hai trận chiến không có thuốc súng nhưng hết sức kịch liệt lại nổ ra cùng một lúc. Nó kéo dài hơn 10 phút, cửa phòng mở ra. Diệp Khuynh Thành đầu tóc rối bời, tiêu sái bước ra ngoài. Lâm Thanh Đàn vẫn cuộn tròn trong phòng. Bởi vì chỉ có người chiến thắng mới có quyền tắm trước, Diệp Khuynh Thành thắng nên cô ra trước, Lâm Thanh Đàn bị cô đẩy xuống giường. Tuy nhiên, nhìn thấy Diệp Khuynh Thành quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bù, bộ dạng thở dốc, ba người trong phòng khách lập tức im bặt. Liễu Hiên Nhi cũng nới lỏng móng vuốt nhỏ của mình khỏi cơ thể của Lục Vân. Họ đồng loạt nhìn về phía Diệp Khuynh Thành. Đôi mắt dần trở nên kỳ quái. Diệp Khuynh Thành khó hiểu hỏi, sao các em lại nhìn chị như vậy? Lâm Thanh Đàn dám thách thức chị chỉ dạy cho em nó một bài học thì có gì sai à? Khục khục, không có việc gì, không có việc gì, rất bình thường, chị Khuynh Thành giáo huấn rất đúng. Lục Vân vội vàng rời ánh mắt đi, cười nói. Vương Băng Ngưng có chút thất vọng, nói, ồ, em nghĩ các chị rất đậu bỉ, nhưng có vẻ như em kỳ vọng quá cao. Đậu bỉ gì? Diệp Khuynh Thành ngày càng nghi ngờ hơn. Ha, chấm sal. Liễu Hiên Nhi cười xấu xa, sau đó đột nhiên chạy đến bên Diệp Khuynh Thành, thì thầm với cô vài lời. Khoảnh khắc Liễu Hiên Nhi xoay mông và chạy về phía Diệp Khuynh Thành, Lục Vân cảm thấy có gì đó không ổn. Trong số các chị em xinh đẹp của hắn, ai là người không yên phận nhất? Tất nhiên đó là chị ba Liễu Hiên Nhi. Cô luôn là người thích đốt nhà. Vì vậy, khi nhìn thấy Liễu Hiên Nhi chạy về phía Diệp Khuynh Thành, Lục Vân có thể đoán được bí mật mà cô sắp nói ra. Quả nhiên, sau khi nghe Liễu Hiên Nhi thì thầm, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Khuynh Thành lúc đầu đỏ bừng, sau đó lại lạnh đi, cô quay người chạy về phòng lấy gối, sau đó chạy nhanh trở lại phòng khách, đánh Lục Vân đang ngồi trên ghế sofa. Tựa như một nữ thần đáng sợ. Nói ai là đậu bỉ đấy? Em nói ai là đậu bỉ đấy? Hả, hôm nay chị nhất định phải đánh chết tiểu lưu manh nhà em. Diệp Khuynh Thành vừa mới trải qua một trận chiến trong phòng, nhưng lúc này sức chiến đấu của cô không giảm xuống chút nào, đánh Lục Vân té từ trên ghế sofa lăn xuống đất. Cầu xin lòng thương xót. Dĩ nhiên Diệp Khuynh Thành sẽ không dễ dàng buông tha cho Ha, nhìn thấy Ha lăn lộn trên mặt đất, cô dứt khoát dang rộng hai chân dài đè xuống, đem Lục Vân ghìm xuống đất không cho hẳn động đậy. Chủ yếu là bởi vì Lục Vân không dám di chuyển, chị Khuynh Thành nổi điên vô cùng đáng sợ. Mặc dù Lục Vân đang cầu xin sự tha thứ, nhưng khi hẳn hướng ánh mắt nhìn lên, hẳn vẫn không thể kìm được sự kinh ngạc trong lòng. Khuôn mặt của chị Khuynh Thành thực sự rất đẹp. Nhìn từ dưới lên trên, chính là góc chết, con gái ưa nhìn nếu chụp ở góc độ này thì thành quả chắc chắn sẽ không đẹp bằng người thật, hơn nữa sẽ lộ má to nữa. Vì vậy, nhiều cô gái cố gắng tránh góc này khi chụp ảnh. Thế nhưng Diệp Khuynh Thành hoàn toàn không gặp phải rắc rối này. Từ vị trí của Lục Vân nhìn lên,
Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là cằm của Diệp Khuynh Thành, dù đây hoàn toàn là một góc chết, nhưng khi góc này đặt lên mặt của Diệp Khuynh Thành thì nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến vẻ ngoài của cô. Vẫn đẹp đến khó tin, giống như một nàng tiên lộng lẫy bước ra từ tranh treo tường, 360 độ không góc chết. Hơn nữa, theo quan điểm của Lục Vân mà nói, một số bộ phận trên cơ thể Diệp Khuynh Thành có thể tạo hiệu ứng hình ảnh phóng đại, đặc biệt là khi cô dùng hết sức cầm gối nằm mà nện, mấy cái đó còn run rẩy mấp mô nữa. Bốc! Đột nhiên, một giọt mồ hôi thơm tho dọc theo gò má cong lên của Diệp Khuynh Thành chảy xuống, vừa vặn rơi vào miệng Lục Vân. Mặn, còn mang theo một chút hương thơm. Nhất thời Lục Vân trở nên mất bình tĩnh, bề ngoài chỉ có thể cố giữ vẻ bình tĩnh. Diệp Khuynh Thành vẫn không nhận ra điều đó, tiếp tục lấy gối hướng vào đầu Lục Vân mà đánh, cho đến khi trượt xuống tới mông, sau đó cảm thấy có gì đó không ổn dưới mông. Tiểu Lục Vân mang theo vũ khí. Diệp Khuynh Thành sững sờ trong giây lát. Lập tức phản ứng lại, lập tức một tiếng kinh hô từ Lục Vân trên người phá ra, kinh diễm đến mấy Khuynh Thành khuôn mặt đỏ bừng, giống như sắp chảy máu đến nơi. Đồ lưu manh. Diệp Khuynh Thành mắng một tiếng, ném cái gối lên người Lục Vân, sau đó đỏ mặt chạy vào phòng tắm. Cô định đi tắm. Kết quả của cuộc cãi vã với Lục Vân là cơ thể cô đổ mồ hôi nhiều hơn, nhớp nháp và vô cùng khó chịu. Liễu Hiên Nhi và Vương Băng Ngưng ở bên cạnh hả hê ăn dưa, nhưng đột nhiên nhìn thấy chị gái nhảy dựng lên như thể mông bị bốc cháy thì họ hơi sửng sốt. Tiểu Lục Vân cũng dám đánh lại, thật quá đáng. Khi nhìn kỹ hơn, hai má đều nóng bừng, đồng thanh mắng một tiếng, đồ lưu manh. Liễu Hiên Nhi đột nhiên nở nụ cười mị hoặc nói, nếu chị cả đã đi tắm rửa, chị đây sẽ tiếp quản nhiệm vụ của chị cả, tiếp tục dạy dỗ tên hỗn đản này, ha hai. Nói xong liền chuẩn bị ngồi ở trên người Lục Vân. Vương Băng Ngưng cũng nói, đúng vậy, nên dạy cho hẳn một bài học thích đáng, chị ba dạy dỗ hẳn xong liền tới lượt em. Lục Vân nhìn thấy tình hình này, thực sự không ổn. Sẽ ra sao nếu ba người đẹp này thay phiên nhau dạy cho hắn một bài học? Vì vậy, trước khi Liễu Hiên Nhi ngồi xuống, Lục Vân đã vội vàng đứng dậy và cầu xin sự tha thứ, các chị của em ơi, lần này em thực sự biết mình đã sai rồi. Em hứa sẽ không bao giờ tùy tiện đùa giỡn như vậy nữa. Không nha Tiểu Lục Vân, chúng ta như vậy không phải tốt sao, tình chị em thắm thiết. Liễu Hiên Nhi nâng khuôn mặt hồ ly lên, đôi mắt hồ ly cong cong, nhìn chằm chằm Lục Vân mà nói. Vương Băng Ngưng cũng nói, đúng vậy, chị thích nghe Tiểu Lục Vân nói đùa như vậy, chính xác là những gì chị muốn. Lục Vân tiến lên và véo hai má của Vương Băng Ngưng, mạnh mẽ kéo chúng ra. Và nói, ngoại trừ có thể nói đúng vậy thì còn gì nữa không? Chị rất vui sao, chị không thấy em bị đánh à? Vương Băng Ngưng ủy khuất nói, Tiểu Lục Vân em mau buông tay, cùng lắm thì sau này chị thay em gánh vác một chút xác thương vậy, dù sao da mặt chị cũng dày, không sợ bị chị cả mắng. Cũng không tệ lắm. Lục Vân buông Vương Băng Ngưng ra, để lại hai vết véo đỏ tươi trên người khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đó. Lục Vân còn có thể làm gì nữa? Quả nhiên nên chọn quả hồng mềm mà bóp sao, ẩn dụ chỉ chọn mấy đứa yếu mà bắt nạt. Chị Năm Sở Giao không ở đây, nếu không hắn có thể bắt nạt chị Năm, vì chị ấy không ở đây nên chỉ có thể nhéo Vương Băng Ngưng để chút giận. Sau khi Diệp Khuynh Thành tắm xong, mọi thứ đã trở lại bình thường. Cảm xúc của Diệp Khuynh Thành đến nhanh và đi cũng nhanh. Dù sao trước đó Lục Vân cũng từng phụ trợ cô tu luyện, tình huống xấu hổ hơn cũng từng gặp qua. Cho nên cô không xấu hổ cả một buổi như lần đầu tiên. Sau khi trở lại bình tĩnh, Diệp Khuynh Thành đoan trang ngồi trên sofa, vừa lau mái tóc ướt vừa nói, đoàn làm phim của chị Sáu em sắp tới tỉnh Giang Nam quay phim, với tư cách là người đầu tư, chị sẽ cho em đóng vai lưu manh. Làm sao em có thể đóng vai lưu manh chứ? Em không biết diễn. Dừng, em mà cũng cần biết diễn sao? Đến lúc đó chỉ cần em thể hiện bản thân một chút là được. Thanh Sơn ẩn ẩn thủy điều điều, thu tận Giang Nam thảo vị điêu. Trích từ bài thơ ký Dương Châu Hàn Xước phán quan Đỗ Mục. Thủy Tú Sơn Thanh Mi Viễn Trường, Quy Lai Nhàn ỷ Tiểu Các Song. Xuân Phong bất giải Giang Nam Vũ, Tiếu Khán Vũ Hạng Tầm Khách Thường. Trích từ Chi Giang Nam Vô Danh. Từ xưa đến nay, có vô số bài thơ miêu tả vẻ đẹp của Giang Nam đẹp như tranh vẽ. Vì vậy, có rất nhiều đoàn làm phim lựa chọn đến Giang Nam quay cảnh. Mỗi cảnh quay của họ đều mang lại cảm giác dễ chịu cho người xem.
đoàn làm phim của Tiêu Thấm cũng định đến Giang Nam để quay một thời gian. Điều này vừa hay đã cho Tiêu Thấm một cơ hội. Vì thế, vào ngày đầu tiên quay phim, cô đã bí mật chạy về biệt thự Lục Vân, háo hức được gặp. Lục Vân, 15 năm không gặp nhau, không biết tiểu Lục Vân của cô bây giờ ra sao rồi. Nói đến chuyện này, Tiêu Thấm cũng có chút phiền muộn. Riêng về chuyện này, các chị em luôn bảo mật rất tốt. Tiêu Thấm đã yêu cầu các chị em gọi điện video rất nhiều lần để cô được gặp tiểu Lục Vân. Ngay cả khi không gọi video thì cũng hãy gửi cho cô một số bức ảnh. Thế nhưng các chị em lại trả lời rằng, tiểu Lục Vân nói hắn muốn duy trì cảm giác bí ẩn như trước nên nếu như muốn gặp hẳn thì hãy tự về nhà. Tiêu Thấm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mảng bọn họ không có nghĩa khí. Cho nên lần này đến Giang Nam quay phim không chỉ là vì phong cảnh ở đây phù hợp mà còn là vì đây là yêu cầu của Tiêu Thấm. Thành thực mà nói, nước trong giới giải trí rất sâu. Một cô gái muốn thăng tiến thì phải đánh đổi rất nhiều thứ, nhất là với một cô gái có dung mạo xuất chúng như Tiêu Cầm, lọt vào giới này chẳng khác gì dê vào miệng sói. Nhà sản xuất, đạo diễn, nhà tài trợ, sếp lớn của các công ty môi giới. Mắt xích nào cũng phải lo liệu. Trừ khi bản thân cô gái đó có bối cảnh không nhỏ. Tiêu Thấm chính là người như vậy. Hậu thuẫn của cô là một ông trùm ở thủ đô nên trong làng giải trí không có ai dám khiêu khích cô và đương nhiên là không có ai dám để Tiêu Cầm xuất hiện tại các buổi tiệc rượu kiểu đó. Cô là một trong số ít các cô gái được bảo vệ kỹ càng trong làng giải trí. Tiêu Thấm quấn chặt người, đội mũ đen và đeo khẩu trang đen. Cô mặc áo gió che kín cổ, thứ duy nhất có thể nhìn thấy dáng người cao của cô. Sau khi về đến nhà, thậm chí Tiêu Thấm còn không có thời gian tháo khẩu trang. Cô không giữ được kiên nhãn nắm lấy tay của Diệp Khuynh Thành, nói chị cả, tiểu Lục Vân ở đâu, em muốn nhanh chóng gặp tiểu Lục Vân. Cô rất ít khi về biệt thự Lục Vân, cô có một ngôi nhà ở tỉnh, trước đây mỗi lần chị em gặp nhau đều là gặp ở đây. Đây chính là một kiểu bảo vệ với các chị em. Dù sao đây cũng là căn cứ địa của bọn họ. Nếu như một ngày nào đó bị paparazzi chụp được thì chắc chắn sẽ gây phiền phức đến các chị em. Nhưng lần này thì khác. Tiêu Thấm không nhịn được muốn gặp tiểu Lục Vân sớm hơn nên cô đã mạo hiểm quay trở về biệt thự Lục Vân. Diệp Khuynh Thành cùng với các chị em khác đều biết rằng Tiêu Thấm quay về nên hôm nay mọi người đều có mặt. Bọn họ rất ít khi được gặp Tiêu Thấm nên đương nhiên rất mong được gặp cô. Thế nhưng khi nói đến Lục Vân, Diệp Khuynh Thành tiếc nuối nói, em Sáu. Em trở về không đúng lúc rồi. Bởi vì có chuyện nên tiểu Lục Vân không có ở nhà, mấy ngày nữa em ấy cũng không trở về. Không ở nhà. Tiêu Thấm lập tức lo lắng nói, chị cả, chị nói vậy là sao? Không phải em đã báo trước với chị rằng hôm nay em sẽ về sao? Tại sao chị không nói với tiểu Lục Vân? Giọng điệu của cô có chút oán giận. Khó khăn lắm mới về nhà, vậy mà tiểu Lục Vân lại không có ở nhà, thật là khó chịu. Diệp Khuynh Thành vô tội nói, chị cũng đã nói trước cho em ấy biết rồi. Em ấy cũng đã hứa hẹn rằng sẽ ở nhà nhưng hôm qua, khi vừa mới nghe điện thoại xong, em ấy vội đi ra ngoài luôn. Vương Băng Ninh cũng nói, đúng vậy, tiểu Lục Vân có việc gấp. Mấy ngày nữa, em ấy mới về được. 15 năm không gặp, tiểu Lục Vân thật sự không nhớ em chút nào sao. Thật là khiến em buồn quái. Tiêu Thấm cảm thấy không vui. Lâm Thanh Đàn an ủi cô, cũng không thể nói vậy được. Bởi vì chuyện lần thực sự rất khẩn cấp, đây là bệnh nhân mắc bệnh nặng sắp chết từ nơi khác tới nên em trai không thể không đi được. Lý do này đương nhiên là giả rồi. Chỉ là Lục Vân muốn bọn họ che giấu mà thôi. Vì để tạo bất ngờ cho Tiêu Thấm, những vị mỹ nữ này thực sự vô cùng vất vả. Tiêu Thấm cũng tin vào lý do đó. Cô từng nghe Lâm Thanh Đàn nói rằng y thuật của tiểu Lục Vân rất cao siêu. Khi hắn mới trở về chưa lâu, hắn đã được phong danh hiệu thần y Giang Thành. Biết người bệnh nặng như vậy, chắc chắn Tiêu Thấm sẽ không mất nhân tính đến mức bắt Lục Vân từ chối chữa trị chỉ để được gặp hắn. Còn một điểm rất quan trọng nữa chính là chị hai không giỏi nói dối. Cô nói tiểu Lục Vân đi chữa bệnh, vậy thì nhất định là hắn đi chữa bệnh. Tiêu Thấm dễ dàng tin lời, cô chỉ đành thở dài nói, thật đáng tiếc, mãi em mới trở về nhưng lại không gặp được tiểu Lục Vân. Vậy mọi người có thể cho em xem ảnh của tiểu Lục Vân được không? Vì cảm thấy rất tiếc nuối, điều duy nhất Tiêu Thấm có thể làm lúc này đó chính là yêu cầu xem ảnh Lục Vân, ít nhất cũng để cô biết trông hắn bây giờ như thế nào. Diệp Khuynh Thành và những chị em khác im lặng.
Không thể đưa ảnh được, như vậy chẳng phải bị lộ sao? Nhất quyết không thể đưa. Thấy họ không nói gì, Tiêu Thấm siết chặt nắm đấm và nói, trước đây em đã từng xin ảnh nhưng chị không chịu cho và nói rằng đợi em trở về nhà. Bây giờ em đã về nhà rồi mà chị vẫn không chịu cho em xem Tiểu Lục Vân trông như thế nào. Như vậy có phải quá đáng quá không? Liễu Hiên Nhi chớp mắt, cười lạnh nói, em xấu, không phải chúng ta không cho em xem mà là chúng ta không hề chụp ảnh. Tiểu Lục Vân, rất dễ xấu hổ, là một đứa trẻ vô cùng nhút nhát. Thật sao? Tiêu Thấm nghi ngờ liếc nhìn vài người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chỗ chị hai. Người cô tin tưởng nhất chính là Lâm Thanh Đàn. Đôi má của Lâm Thanh Đàn hơi đỏ lên bởi vì những gì Liễu Yên Nhi vừa nói đi quá xa. Dễ xấu hổ, nhút nhát. Mấy từ này không thể dùng cho em trai được. Nếu như nhút nhát thì hắn đã từng ôm cô nói muốn dạy cô châm cứu, thậm chí còn không ngừng nhấn mạnh, thấp xuống, hạ eo thấp một chút, ẩn ý không phải muốn nâng mông cao lên một chút sao. Rõ ràng là lưu manh mà. Lâm Thanh Đàn, người không giỏi nói dối, không khỏi đỏ mặt nhưng vì hợp tác diễn kịch nên cô đành gật đầu nói, đúng vậy, em trai là người rất nhút nhát. Chị chưa từng thấy một cậu bé nào nhút nhát như em ấy. Lâm Thanh Đàn đỏ mặt. Tiêu Thấm nhận thấy điều gì đó, cô cố tình nắm lấy tay Lâm Thanh Đàn và nói, chị hai, chị biết đấy, chị là người mà em tin tưởng nhất từ khi còn nhỏ bởi vì chị chưa bao giờ nói dối em. Lần này cũng sẽ như vậy mà, phải không? Cô nhìn thẳng vào mắt Lâm Thanh Đàn. Nhìn thấy cảnh này, đột nhiên Diệp Khuynh Thành cảm thấy tồi tệ. Xong rồi, xem ra sắp bị lộ rồi. Quả nhiên em sáu không dễ bị lừa như vậy. Chị! Lâm Thanh Đàn định quay đi thì đột nhiên Vương Băng Ninh cắt ngang, không phải chỉ là một bức ảnh thôi sao? Chị có ảnh, bây giờ chị sẽ cho em xem. Vừa dứt lời, cô chạy vào phòng mò mẫm một hồi rồi đi ra đưa cho Tiêu Thấm xem, đây, người ở trong ảnh là Tiểu Lục Vân. Em cầm lấy xem đi. Tiêu Thấm háo hức cầm lấy bức ảnh xem nhưng một giây sau, mặt cô đen lại. Người trong ảnh đúng là Lục Vân nhưng lại là Lục Vân khi còn bé. Lúc này, hắn vẫn còn mặc quần rách đúng, con chim nhỏ lộ ra bên ngoài. Bức ảnh đã chuyển màu ố vàng, không biết Vương Băng Ninh lấy ra từ góc nào của cô nhỉ viện nữa. Vương Băng Ninh, chị đang đùa em đấy à? Tiêu Thấm lập tức nổi giận, Vương Băng Ninh lè lưỡi nói, ha ha, em sáu đừng giận. Chị cũng có ảnh lúc lớn mài. Cô lập tức đưa cho Tiêu Thấm một bức ảnh khác. Tiêu Thấm tạm thời kìm nén sự tức giận trong lòng và tin tưởng Vương Băng Ninh một lần nữa. Thế nhưng sau khi xem xong, cô lại càng tức giận hơn. Cô ném bức ảnh xuống đất, sau đó đuổi theo Vương Băng Ninh. Em muốn chị đưa cho em xem ảnh của Tiểu Lục Vân lúc lớn chứ em không bảo chị cho em xem cái kia lớn lên trông như thế nào. Ôi, mắt của em mù rồi. Vương Băng Ninh, chị nhất định phải chịu trách nhiệm. Tiêu Thấm vừa đuổi vừa đánh, cô mắng chửi đầy giận dữ. Những người còn lại cũng tò mò không biết đây là ảnh gì. Sau khi liếc nhìn trên mặt đất, sắc mặt của bọn họ lập tức đỏ bừng giống như lần đầu tiên phát hiện ra tài liệu học tập trong máy tính của Vương Băng Ninh. Không biết đồ vô lương tâm Vương Băng Ninh lấy những thứ này từ đâu ra, em ấy đúng thật là không biết xấu hổ. Có điều, hành động của Vương Băng Ninh cũng không phải là vô tình. Em ấy đã giúp Lâm Thanh Đàn thoát khỏi vòng vây thành công. Tiêu Thấm xác định sẵn là hôm nay không thể nhìn thấy Tiểu Lục Vân. Cô vẫn luôn cảm thấy ngày hôm nay, các chị gái rất kỳ lạ. Thế nhưng bọn họ lại ngậm chặt miệng không chịu nói, Tiêu Thấm đành phải thỏa hiệp, được rồi, không phải chỉ là duy trì cảm giác thần bí thôi sao. Em đành phải nghe theo mọi người vậy, dù sao tạm thời em cũng chưa rời khỏi Giang Nam, đành chờ Tiểu Lục Vân trở về nhà vậy. Ngày hôm sau, giữa cảnh non xanh nước biếc, ở bên trong một quán trà cổ, Tiêu Thấm mặc một chiếc sườn xám màu xanh lam, tôn lên dáng người thanh tú và cao ráo của cô. Khuôn mặt trái xoan sáng bóng, làn da chằng hồng, đôi lông mày cong như lá liễu và đôi mắt trong veo như làn nước. Chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi anh đào gợi cảm cùng với mái tóc đen búi cao sau đầu toát lên khí chất tao nhã yêu kiều. Cô tự tay pha trà. Mọi thứ trông vô cùng tự nhiên và hòa hợp với cảnh quan xung quanh. Mặc dù chỉ là quay phim nhưng không có bất kỳ dấu vết nào của diễn xuất như thể cảnh này được tạo ra dành riêng cho Tiêu Thấm. Đến nỗi sau khi quay xong cảnh phim, đạo diễn không hô cắt vì không nỡ quấy rầy bức tranh yên tĩnh và đẹp đẽ này. Tuy nhiên việc quay phim vẫn phải tiếp tục. Theo kịch bản, cảnh tiếp theo là vài tên phản diện xuất hiện và bắt Tiêu Thấm đi.
phần quay phim của phân đoạn này về cơ bản đã hoàn thành. Quá trình mấy tên phản diện bắt cóc Tiêu Thấm không cần quay quá kỹ, chỉ cần đổi cảnh quay hai lần. Một lần là tên cầm đầu nói vài câu, sau đó chuyển đến chỗ Tiêu Thấm để quay lại phản ứng kinh ngạc của cô. Phần sau là cảnh nam chính đi tìm nữ chính thông qua các manh mối. Tốt, làm rất tốt. Sau khi quay xong phản ứng của Tiêu Thấm, đạo diễn hô cắt, sau đó hết lời khen ngợi Tiêu Thấm vì cảnh quay này chỉ cần thực hiện một lần, đủ để thấy khả năng diễn xuất của cô. Đáng tiếc là Tiêu Thấm lại không đóng cảnh hôn và cũng không có ai dám ép cô đóng cảnh hôn, nếu không thì đạo diễn đã đích thân ra trận để trải nghiệm khả năng diễn xuất của Tiêu Thấm rồi. Ngay sau khi cảnh quay kết thúc, trong số những kẻ phản diện, có một người đàn ông đeo mặt nạ đột nhiên nhảy ra, nhếch mép cười nói, hừ, cô nương, lão đại của chúng tôi đã nói rằng chúng tôi phải bắt cô về trở thành áp trại phu nhân. Nói xong, hắn ta lao về phía Tiêu Thấm. Cả đoàn phim không kịp phản ứng trong một khoảng thời gian. Đối với những nhân vật phản diện này, ngoại trừ kẻ cầm đầu sẽ lộ mặt nói vài câu thoại thì những người còn lại chỉ cần che mặt và tạo dáng với một con dao, không cần hành động hay lời thoại nào cả. Thế nhưng rốt cuộc có chuyện gì với tên này vậy? Hẳn ta đang nhập vai quá sâu thì phải. Hơn nữa, cảnh này cũng đã quay xong nhưng lúc này, người đóng vai phản diện đeo mặt nạ lại đột nhiên nhảy ra. Này không phải là nhập vai quá sâu hay sao? Hỏng rồi, mau bảo vệ cô Tiêu. Đạo diễn tức thì phản ứng lại, vội vàng hét lên. Anh ta từng thấy một vài người sau khi diễn xong không thể thoát vai ra được dẫn đến phát điên nhưng những người đó không thể thoát ra khỏi vai diễn là vì họ đã đắm chìm vào vai diễn trong một khoảng thời gian dài. Nhưng rốt cuộc có chuyện gì với tên này vậy? Mặc dù đã đóng vai phản diện một khoảng thời gian nhưng hắn ta cũng chỉ là một nhân vật nhỏ không có hành động hay câu thoại nào, cũng đâu đến mức đắm chìm vào vai diễn. Lẽ nào chính bản thân hắn ta mắc bệnh tâm thần? Bất luận là nguyên nhân gì khiến nhân vật phát điên, đạo diễn trên trường quay cũng không dám khinh suất. Nếu như tên kia thật sự nhập vai kẻ xấu làm chuyện tổn thương đến cô Tiêu thì mọi chuyện nhất định sẽ trở nên nghiêm trọng. Nếu như ông chủ ở thủ đô đó biết thì e rằng ông ấy sẽ bị lột da mất. Đạo diễn lo lắng hét lên khiến cho các nhân viên khác trong trường quay tái mặt vì sốc nhận ra điều đó. Thế nhưng bọn họ không có thời gian để phản ứng. Tốc độ của người đó thực sự quá nhanh và cảnh tượng tiếp theo mà họ nhìn thấy thực sự khiến cho bọn họ phải há hốc mồm. Mọi người trong đoàn phim, bao gồm cả đạo diễn, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Bởi vì họ đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng khó tin. Chỉ thấy có một diễn viên, sau khi lao vào quán trà, đột nhiên ôm eo Tiêu Thấm. Đây vốn dĩ là một sự việc khiến mọi người vô cùng phẫn nộ. Nhưng giây phút tiếp theo, họ thấy tên diễn viên đó lao thẳng về phía ngọn núi dốc phía sau một quán trà. Thế cũng thôi đi. Điều đáng kinh ngạc chính là ngọn núi đó, người bình thường không thể nào leo lên nổi, mà hắn lại lao như bay dọc theo vách núi cùng với một người phụ nữ trong tay. Hắn làm sao làm được? Mọi người đều sửng sốt. Bọn họ rất chắc chắn tên kia không hề có trợ lực từ sợi dây nào hết, cho. Dù có dây kéo lên cũng không thể thuận lợi như hắn. Kẻ giở trò đồi bại kia là cao thủ. Trong ấn tượng của họ, chỉ có những người luyện võ cường tráng mới có thể đạt được sự nhanh nhẹn như vậy, leo núi như đi trên mặt đất. Nhưng làm sao một võ giả có thể đến đây giở trò? Phải biết là những nhân vật như vậy đã có bao nhiêu ekip sản xuất muốn mời họ đóng vai chính trong các cảnh võ thuật. Nhưng họ lại thẳng tay gạt bỏ. Thật không ngờ được. Hôm nay họ lại may mắn được chứng kiến một cảnh tượng như vậy. Cho nên đạo diễn vốn đang lo lắng, sau khi nhìn thấy một màn này cũng dường như hoàn toàn quên mất sự an toàn của Tiêu Thấm, chỉ quay đầu lại và hét lớn, mau. Quay lại cảnh này. Đây là một cảnh quay khó có được. Đến khi phim hoàn chỉnh, được trình chiếu chắc chắn sẽ ra gây chấn động. Thật đáng tiếc. Cảnh tượng vừa rồi diễn ra quá nhanh. Máy quay căn bản không kịp theo kịp, đạo diễn đột nhiên nổi giận mắng, thùng cơm. Các người đúng là một đám thùng cơm mồ, chỉ biết ăn là giỏi, không biết làm gì hết. Đạo diễn, tôi nghĩ anh nên chú ý đến sự an toàn của cô Tiêu thì hơn. Cô Tiêu, đạo diễn lấy lại tinh thần, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lại ngẩng đầu nhìn lên thì bóng dáng của hai người phía trên đã biến mất. Võ giả đó thực sự đã mang Tiêu Thấm đi. Đợi đã. Không đúng. Đạo diễn chợt nhận ra một điều. Không có lý do gì để một võ giả đến đoàn phim để làm vai phụ, trừ khi hắn đã để mắt đến Tiêu Thấm từ sáng sớm.
Nếu vậy thì xong thật rồi. Đạo diễn bỗng đổ mồ hôi hột. Tại thời điểm này, trên một mảnh đất bằng phẳng trên đỉnh núi, người đàn ông bịt mặt đã đặt Tiêu Thấm xuống, cười nói, thế nào, Tiêu đại minh tinh, vừa rồi đủ kích thích không? Sườn xám của cô xém chút đã bung ra rồi, nhờ tôi kịp thời kéo nó xuống giúp cô đó, có phải tôi rất tốt bụng không? Diệp Khuynh Thành đưa hẳn vào đoàn phim, vốn là muốn cho hẳn đóng vai lưu manh phản diện, dọa Tiêu Thấm. Nhưng ai biết vai diễn mà đoàn phim giao cho hắn không có một câu thoại nào, thậm chí hẳn còn không lộ mặt, thật đáng tiếc. Không còn cách nào khác. Lục Vân đành phải đợi quay xong rồi mới cho chị Sáu một chút kích thích. Kích thích là chắc chắn rồi. Nhưng đối với Tiêu Thấm, cô thấy hoảng sợ hơn kích thích nhiều. Không hiểu sao đột nhiên bị ôm lên núi có thể không sợ sao. Cô vẫn không biết mục đích của người đàn ông đeo mặt nạ trước mặt khi đưa cô đến đây. Nhưng cô có thể khẳng định hẳn không phải người tốt, bởi vì không có người tốt nào lại nhàn rỗi làm chuyện như vậy. Tâm trạng của Tiêu Thấm hơi dao động, cô cảnh giác nói, anh là ai? Mục đích anh làm việc này là gì? Vừa nói, cô vừa đi về phía mép vực, như thể sẵn sàng nhảy xuống bất cứ lúc nào. Chị Sáu, không phải chị vẫn luôn muốn gặp em sao? Sau khi em đứng trước mặt chị thì chị lại không nhận ra? À, đúng rồi, là do em vẫn còn bịt mặt. Lục Vân tháo mặt nạ xuống. Khuôn mặt hơi quen thuộc đó. Tiêu Thấm nhận ra ngay lập tức, không nói hai lời lập tức chạy đến trao cho Lục Vân một cái ôm mềm mại. Mặc dù đã sớm biết Lục Vân còn sống, nhưng đến lúc thực sự nhìn thấy hắn cô ấy thực sự không kìm được cảm xúc của mình, nước mắt bắt đầu vần quanh hốc mắt. Thật lâu sau, cảm xúc của Tiêu Thấm mới trở lại bình thường. Khóc xong trên khuôn mặt cô cũng không có vệt trang điểm lem nào cả. Bởi vì vốn dĩ cô đã trang điểm, là vẻ đẹp trời sinh vốn có. Tiểu Lục Vân, không phải mấy chị nói em đi chữa bệnh cho người ta rồi sao, sao giờ em lại xuất hiện trong đoàn phim vậy? Ha ha, bọn họ lừa chị đó. Mấy chị đó đều xấu xa cả, đặc biệt là chị Khuynh Thành. Đừng nhìn bộ dáng xa cách của chị ấy, thật ra chị ấy một bụng ý xấu luôn đó, Lục Vân chính trực nói. Hừm, khó trách hôm qua bọn họ cứ ấp úng. Hóa ra vì chuyện này mà ngay cả chị hai cũng cùng nhau lừa dối chị. Tiểu Lục Vân, em nói thật đi, đây không phải là ý của em sao? Tiêu Thấm đang lên án mấy chị em nghịch ngợm của mình, thì đột nhiên nghĩ đến có thể Tiểu Lục Vân là chủ mưu của chuyện này. Vì vậy, cô ấy nhìn thẳng vào mặt hắn, hỏi. Lục Vân lập tức vô tội lách đầu nói, chị Sáu, chị đừng có nghi ngờ em, cùng lắm thì em chỉ có thể là đồng lõa thôi. Chị Khuynh Thành mới là thủ phạm chính, cũng là chị ấy đã giao vai phản diện này cho em đã. Từ lúc trở lại Giang Thành, Lục Vân đã có ý định tạo bất ngờ cho chị ấy, nhưng mấy ý tưởng này đều do Diệp Khuynh Thành cung cấp, cho nên Lục Vân cảm thấy Diệp Khuynh Thành mới là kẻ thủ ác. Lục Vân cảm thấy kẻ thủ ác nên bị trói bằng một sợi dây, đánh bằng roi, dùng nến nhỏ lên người, cuối cùng khiến cô ấy run rẩy ăn năn, rồi lại dùng nước thánh của công lý rửa sạch tội lỗi từ trong ra ngoài cơ thể cô ấy. Hèn gì, tự nhiên đang yên đang lành chị cả lại muốn đầu tư vào bộ phim này. Hóa ra đây là một kế hoạch đã được tính toán từ lâu, nhưng mà được rồi, chị đây là người rộng lượng, không so đo với người không có kiến thức như em. Tiêu Thấm vuốt vuốt tóc mai rủ xuống bên thái dương, cô cũng không định nổi giận với Lục Vân và mấy chị em của mình. Gió trên đỉnh núi rất mạnh, vạt áo sườn xám của Tiêu Thấm thỉnh thoảng lại bị thổi bay, lộ ra một mảng lớn làn da trắng nõn mịn màng. Đôi chân xinh đẹp hoàn mỹ như sứ ngọc. Loại cảnh tượng này chắc chắn là một sự cám dỗ chết người đối với những người đàn ông cuồng chân. Đáng tiếc Lục Vân không phải, có lẽ là không phải, đúng không? Hắn chỉ thấy tỷ lệ cơ thể và vòng eo của chị Sáu có thể sánh ngang với chị Bảy Lạc Ly rồi. Lạc Ly là một võ giả, quanh năm tập luyện nên không luôn duy trì vóc dáng đẹp, trong khi Tiêu Thấm phải kiểm soát chặt chẽ vóc dáng của mình vì lý do nghề nghiệp. Hai người 15 năm không gặp, bắt đầu ôn lại tình xưa trên đỉnh núi. Gió to thế nào cũng không sao. Lúc đầu, khi chiếc sườn xám của Tiêu Thấm bị gió thổi bay, hắn sẽ kéo nó lại và dè dặt giữ nó lại. Sau vài lần như vậy hắn không thèm để ý tới nó nữa. Dù sao Lục Vân cũng rất thích xem. Tiêu Thấm đột nhiên nghĩ tới cô ấy bị Lục Vân bắt cóc một cách kỳ lạ như vậy. Chắc chắn đoàn làm phim đang rất lo lắng, còn có quản lý của cô. Chị Hồng có thể cũng đang rất lo cô xảy ra chuyện. Cho nên cô phải gọi điện thoại báo cho chị Hồng biết. Nhìn xuống chiếc sườn xám trên người,
Tiêu Thấm không khỏi cười gượng. Để không bị điện thoại làm phiền khi quay phim, cô đã gửi điện thoại di động cho chị Hồng giữ, vì vậy giờ cô đành phải nhìn về phía Lục Vân nhờ giúp đỡ. Nếu không thì, tiểu Lục Vân, chúng ta xuống núi đi, đi lâu như vậy sợ mọi người trong đoàn làm phim đang rất lo, hơn nữa nơi này gió lớn như vậy, chị mặc bộ sườn xám này cũng không tiện. Còn có, lão đại Lưu Manh ơi, chắc là em nhìn đủ rồi đúng không? Tiêu Thấm mắt sáng như sao, vừa nhìn một cái đã nhìn ra bản chất lưu manh của Lục Vân. Hơn nữa còn là đại lưu manh, nhìn một cái thì thôi đi, làm gì có ai cứ nhìn. Chăm chăm vào chỗ xẻ tà sườn xám của người ta mãi vậy chứ. Tiêu Thấm trừng mắt trách móc Lục Vân, đương nhiên cô chỉ ra vẻ thế thôi, cũng không có giận thật. Nếu là người đàn ông khác nhìn cô chằm chằm như vậy, Tiêu Thấm nhất định sẽ cho hắn xấu mặt ngay tại chỗ, đương nhiên cũng do cảnh quay hôm nay cần, bình thường cô cũng sẽ không mặc như vậy ra ngoài. Sườn xám quá lộ dáng người. Tiêu Thấm hy vọng rằng khán giả sẽ tập trung vào kỹ năng diễn xuất của cô hơn là ngoại hình và dáng người của cô ấy. Sau khi bị chọc trúng tim đen, Lục Vân đã bình tĩnh thu hồi ánh mắt của mình mà không hề đỏ mặt. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc che giấu bất cứ điều gì. Hắn thậm chí còn muốn nhận xét trực diện về chị Sáu, phân tích ưu nhược điểm trên hình thể của chị. Để em cõng chị xuống. Vì chị Sáu sợ người trong đoàn lo lắng nên Lục Vân không còn cách nào khác đành phải nhẹ nhàng nhấc thân thể mảnh mai của cô lên, chuẩn bị nhảy xuống núi. Để tránh cho chiếc sườn xám lại bị gió thổi bay một lần nữa trong quá trình đi xuống, Lục Vân chỉ có thể dùng đôi tay to giữ chặt vạt áo, tay để lệch một chút chạm vào gò thịt tròn trịa và đàn hồi kia. Đồ lưu manh, nhất định là em cố ý. Tiêu Thấm khinh thường mắt một tiếng, hai má có chút ửng hồng. Chị Sáu. Chị cũng đã nói em là lưu manh rồi, vậy nhất định là em cố ý. Lục Vân không biết xấu hổ chút nào, thay vì biện minh, hắn trực tiếp thừa nhận hành vi của mình. Tiêu Thấm không nói nên lời. Cô chưa bao giờ tên lưu manh nào có thể hành động đường đường chính chính như vậy. Mọi người trong đoàn phim đang trong tình trạng tuyệt vọng. Đạo diễn Trần Túc đang lo đến mức mặt mày xám xịt. Ngay lúc này, một nhà sản xuất đột nhiên hét lên, nhìn kìa, hai người họ đã xuống rồi. Nhóm người còn đang ngẩng đầu nhìn lên, giống như còn đang đắm chìm trong cảnh tượng khó tin vừa rồi. Vì vậy, khi nhà sản xuất đó hét lên, mọi người trong tổ sản xuất lập tức nhìn thấy Lục Vân bay thẳng xuống, hắn lướt trên vách núi dựng đứng, bước đi như bay, đây hẳn là khinh công trong truyền thuyết. Lần này đạo diễn thật thông minh, lập tức chạy tới tự mình điều khiển máy quay, quay lại cảnh này. Đạo diễn Trần Túc không khỏi kinh ngạc trước hình ảnh thu được trong máy quay. Hầu hết tác phẩm của anh ta đều mang hơi hướng cổ xưa, anh ta theo đuổi một loại quan niệm nghệ thuật khớp hoàn toàn với hình ảnh đang phát ra trên máy quay. Chính là cảm giác này. Trần Túc rất phấn khích. Sau khi quay được trọn vẹn khoảnh khắc này, anh ta mới chạy đến hỏi thăm Tiêu Thấm. Chị Hồng, người đại diện của Tiêu Thấm, cũng lập tức chạy đến, chỉ vào mũi Lục Vân chuẩn bị chất vấn anh ta, nhưng lúc này Tiêu Thấm nói, hắn là em trai Lục Vân của em, lâu rồi không gặp nhau. Vừa rồi thấy em nên hắn muốn tạo chút bất ngờ thôi. Em trai của em, chị Hồng hơi sửng sốt một chút. Cô làm quản lý cho Tiêu Thấm lâu như vậy rồi vẫn hoàn toàn không biết Tiêu Thấm có em trai, nhưng mà cô ta cũng không nhiều lời. Quan hệ của cô ta và Tiêu Thấm cũng có chút đặc biệt. Đại khái là, hầu hết quản lý đều do công ty phân công đi theo các nghệ sĩ dưới trướng của công ty. Đồng thời cũng là một loại trói buộc mà giám đốc phân phó tránh nghệ sĩ làm ra chuyện gì ngoài tầm kiểm soát của công ty. Nhưng mà Tiêu Thấm thì không cần giống vậy. Người sau lưng Tiêu Thấm là một đại lão của kinh thành, đồng thời cũng là đại lão trong công ty Tiêu Thấm ký hợp đồng, ông chủ đứng sau công ty giải trí Thiên Thịnh, vì vậy Tiêu Thấm rất có tiếng nói trong công ty. Cô ấy hoàn toàn có thể biến công ty giải trí Thiên Thịnh thành studio cá nhân của mình. Nhưng không biết vì lý do gì. Tiêu Thấm lại không làm điều đó, ở công ty, cô chưa bao giờ coi mình là chị cả mà lựa chọn ký hợp đồng bình thường với công ty giải trí Thiên Thịnh và trở thành nghệ sĩ dưới trướng của công ty này. Ban giám đốc của công ty giải trí Thiên Thịnh biết danh tính của Tiêu Thấm, vì vậy cái gọi là hợp đồng chỉ là hợp đồng một chiều, mang tính hình thức và căn bản là không có hạn chế nào đối với Tiêu Thấm. Đương nhiên là do họ không dám. Mà chị Hồng là quản lý mà họ bổ nhiệm xuống cũng hoàn toàn là để hỗ trợ cho Tiêu Thấm xử lý các công việc hàng ngày, sàng lọc một số kịch bản rác vân vân, và không dám đưa ra bất kỳ yêu cầu quá đáng nào đối với Tiêu Thấm.
cùng lắm là đưa ra lời khuyên về một số việc. Vì vậy, khi Tiêu Thấm nói rằng Lục Vân là em trai của cô, phản ứng đầu tiên của chị Hồng là tin vào điều đó thay vì hỏi lại Tiêu Thấm rằng Lục Vân có phải là bạn trai nhỏ của cô không. Sau khi Tiêu Thấm giải thích xong, cô quay đầu lại nhìn Trần Túc, nói, đạo diễn Trần, tôi thực sự xin lỗi, đứa em trai hư đốn của tôi đã gây ảnh hưởng đến việc quay phim của đoàn. Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng, thật ra cô Tiêu, em trai của cô thực sự rất tỏa sáng trong mắt tôi. Trần Túc không tức giận chút nào, ngược lại còn kích động nói, ánh mắt rơi trên người Lục Vân cực kỳ sáng ngời. Trần Túc cũng là một đạo diễn có tiếng trong giới, đã từng quay rất nhiều bộ phim cổ trang võ hiệp khiến cho các minh tinh trở nên nổi tiếng nên mắt nhìn người của anh ta rất tinh vi. Lúc trước vì Lục Vân che mặt nên không thấy rõ mặt mũi. Hiện tại Lục Vân lộ mặt khiến cho Trần Túc không khỏi kinh ngạc, người này sinh ra chính là để làm nam chính. Hơn nữa, Lục Vân còn là một võ giả. Vừa rồi khi leo núi, dáng người của hắn phóng khoáng linh hoạt mang theo khí chất siêu phàm thoát tục, dùng diễn xuất cũng không thể diễn ra được. Với cả lúc này Lục Vân đang mặc đồ đen, nếu như hắn mặc đồ cổ trang kết hợp với bạch y thì hoàn toàn là thần tiên, không biết sẽ mê hoặc biết bao nhiêu khán giả nữ. Môi trường phim điện ảnh và truyền hình hiện nay là như vậy, chỉ cần nắm bắt được thị hiếu của khán giả nữ thì rating chắc chắn sẽ không tệ, thậm chí họ sẽ vì nhân vật nam yêu thích mà nhất quyết theo đuổi cả bộ phim. Cho dù cốt truyện có dở cũng không sao. Đây là lý do tại sao các tiểu sinh lưu lượng xuất hiện không ngừng, mặc dù kỹ năng diễn xuất của họ còn lúng túng nhưng họ vẫn có thể hòa hợp tốt và trở thành nhân vật được yêu thích trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình lớn. Thù lao của các tiểu sinh lưu lượng cao ngất trời. Trái ngược là những diễn viên kỳ cựu của phái diễn xuất lại dần im hơi lặng tiếng, thậm chí còn có nhiều diễn viên gạo cội còn chẳng có phim để đóng. Đây là một hiện tượng đáng buồn nhưng cũng là sự lựa chọn của thị trường. Là một đạo diễn, Trần Túc thường không được lựa chọn và chỉ có thể thích ứng với nhu cầu của thị trường. Điều duy nhất mà anh ta có thể làm là cố gắng giữ một số đặc trưng riêng của mình trong các tác phẩm được quay chụp. Điều kiện vẻ bề ngoài của Lục Vân rất tốt. So với những tiểu sinh lưu lượng đó, Lục Vân không hề thua kém chút nào, thậm chí khí chất của hẳn còn hơn những người đó nhiều. Sự xuất hiện của hẳn khiến mắt của Trần Túc sáng lên. Trần Túc tin chắc rằng chỉ cần Lục Vân có thể đóng nam chính trong phim của anh ta thì hẳn nhất định sẽ là một minh tinh tỏa sáng tiếp theo. Trần Túc cảm thấy mình đã đào được một kho báu. Anh ta nhìn Lục Vân với đôi mắt rực sáng, từ ngoại hình đến khí chất, mọi thứ đều phù hợp, càng nhìn lại càng cảm thấy hài lòng. Xin chào cậu Lục, tôi tên là Trần Túc và là đạo diễn của đoàn làm phim này, rất vui được gặp cậu. Lục Vân, em trai của Tiêu Thấm. Lục Vân cũng mỉm cười chào lại, hắn đưa tay ra bắt tay với Trần Túc rồi uyển chuyển thu tay lại. Trần Túc càng vui mừng, anh ta quay đầu nhìn Tiêu Thấm, cô Tiêu, tư chất của em trai cô tốt như vậy, cô có từng cân nhắc để cậu ấy vào làng giải trí không? Nếu có thể đóng phim cùng với cô, cậu ấy nhất định sẽ nổi tiếng. Đôi mắt rực sáng của anh ta đảo quanh hai người bọn họ. Tràn đầy sự mong đợi, cặp chị em này có khí chất phi phàm, trời sinh một đôi. Nếu như có thể cùng nhau diễn một bộ phim thì chắc chắn sẽ tạo nên cơn sốt. Thậm chí hiện tại Trần Túc còn có ý định thay đổi diễn viên của bộ phim đang quay. Tiêu Thấm mím môi, nở nụ cười quyến rũ sau đó liếc nhìn Lục Vân và nói, tôi phải hỏi ý kiến của em trai đã. Tôi không thể quyết định thay em ấy được. Phải không Tiểu Lục Vân? Đương nhiên là Tiêu Thấm rất vui và tự hào khi thấy Lục Vân được Trần Túc đánh giá cao. Nụ cười của cô giống như làn gió xuân ngọt ngào mê hoặc tất cả các diễn viên và nhân viên đoàn làm phim xung quanh. Bọn họ chưa từng thấy Tiêu Thấm cười ngọt ngào như thế với một người đàn ông nào. Hơn nữa, từ họ của Tiêu Thấm và Lục Vân, có thể thấy rằng bọn họ không phải là chị em ruột thực sự. Ngày nay, tình chị em đang là xu hướng. Mọi người đều muốn thế chỗ của Lục Vân. Trần Túc cũng hơi sửng sốt nhưng anh ta nhanh chóng định thần lại. Biết người phụ nữ trước mặt ngoài tầm với của mình nên anh ta nhìn Lục Vân tràn ngập sự mong đợi và hỏi, cậu Lục, cậu thấy sao? Cảm ơn sự đánh giá cao của đạo diễn Trần. Có điều tôi không có ý định gia nhập vào giới giải trí cho nên chỉ đành khiến cho đạo diễn phải thất vọng rồi. Lục Vân cũng không ngờ rằng mình lọt vào mắt xanh của Trần Túc và còn được mời đóng vai chính. Tuy điều này hơi bất ngờ nhưng cũng hợp lý. Tất cả là do mị lực chết người của hắn. Người quá ưu tú thì đi đâu cũng không bị bỏ sót. Thật phiền.
Lục Vân không thích cảm giác bị nhìn chăm chăm. Bất kể là Vân Thiên Thần Quân hay Vân Lộc Đại Sư, hắn rất ít khi dùng đến hai thân phận này với người ngoài bởi vì hắn sợ rằng nếu như công chúng phát hiện ra thì sẽ làm xáo trộn cuộc sống bình yên của hắn. Trong nhà có nhiều chị gái xinh đẹp như vậy còn đang chờ hắn từ từ chăm sóc. Hai, chờ hắn chăm sóc, Lục Vân vẫn rất hài lòng với cuộc sống nhàn nhã như vậy. Nếu như hắn bước vào giới giải trí giống như chị Sáu, hắn không nổi tiếng thì không sao nhưng nếu hắn thật sự nổi tiếng thì chẳng phải cuộc sống của hắn sẽ bị paparazzi soi mói suốt ngày hay sao? Lục Vân đã từng nghe chị Khuynh Thành nói rằng kể từ khi chị Sáu trở thành đại minh tinh, mỗi khi về nhà đều phải lén lút. Không chỉ vậy, chị ấy còn phải mua một căn nhà ở tỉnh vì sợ cánh săn ảnh sẽ đến tận nhà và can thiệp vào cuộc sống bình thường của những người chị em khác của chị ấy. Vì không muốn ở trong tình cảnh có nhà mà không thể về, Lục Vân kiên quyết từ chối lời đề nghị của Trần Túc. Trần Túc nuối tiếc nói, nếu như cậu Lục đã không có ý định vào giới giải trí thì tôi cũng không thể ép buộc gây khó dễ được nhưng tôi vẫn hy vọng cậu Lục có thể suy nghĩ kỹ càng. Đợi đến khi nào cậu nghĩ thông thì có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi nhất định sẽ tạo ra một kịch bản dành riêng cho cậu. Dứt lời, Trần Túc đưa cho Lục Vân một tấm danh thiếp. Có thể thấy được Trần Túc rất tán thưởng Lục Vân, nếu không anh ta đã không nói rằng sẽ tạo ra một bộ phim dành riêng cho hắn. Để một người mới như hắn đóng vai chính sẽ có rất nhiều rủi ro nhưng Trần Túc cho rằng rất đáng để thử. Đợi đến một ngày nào đó tôi nghĩ thông, tôi sẽ không từ chối nữa. Tôi sẽ nói với chị Sáu về mong muốn diễn xuất của mình. Nói xong, Lục Vân đưa tay nhận tấm danh thiếp của Trần Túc. Đây là vấn đề lễ phép lịch sự. Một người mới đóng chính trong một bộ phim thường chỉ có hai trường hợp, thứ nhất có hậu thuẫn sau lưng, thứ hai là có hình tượng và khí chất đều cực kỳ nổi bật, hoàn toàn phù hợp với hình tượng nam chính trong bộ phim. Lục Vân là người được nhà đầu tư đưa vào và hẳn là em trai của Tiêu Thấm. Vì thế, hắn có rất nhiều vốn liếng nhưng chắc chắn không phải vì những điều đó mà hắn được Trần Túc nhìn chúng. Cái mà Trần Túc nhìn chúng chính là mị lực của chính Lục Vân. Các diễn viên ở xung quanh, bất kể là nam hay nữ đều ngập tràn sự ghen tị khi nghe thấy Trần Túc nói rằng muốn biến Lục Vân trở thành nam chính. Đây là những gì họ mơ ước. Ai cũng rõ về năng lực của đạo diễn Trần, những người mới nổi tiếng đều mong muốn được anh ta nhìn chúng. Đây rõ ràng là một cơ hội để thăng tiến một bước lên mây. Thế nhưng Lục Vân lại từ chối. Hắn từ chối rất đơn giản nên tâm trạng của ai cũng có phần khó chịu. Vì cơ hội mà bọn họ coi là quý giá bị vứt bỏ như giày rách trước mặt Lục Vân. Mọi con đường đều dẫn đến Rome nhưng có một số người đã được sinh ra ở Rome rồi. Đây là hiện thực, một hiện thực vô cùng tàn nhẫn. Lúc đầu, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hận, hận vì sao cơ hội này không rơi vào người bọn họ, hận tại sao Lục Vân rõ ràng có được cơ hội tốt như vậy mà lại không trân trọng. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, họ lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Cơ hội không rơi vào người bọn họ là do sự tầm thường của chính bản thân họ và không có gì nổi bật giữa biển người rộng lớn, vì thế không thể trách ai được. Còn Lục Vân từ bỏ cơ hội đóng nam chính là bởi với hắn, cơ hội này không là gì cả. Mọi người đều đã nhìn thấy thân thủ của Lục Vân và cũng nhận ra hắn là võ giả. Thực lực của võ giả nằm ở chỗ đó, không cần thông qua diễn xuất cũng được công nhận. Hơn nữa, họ còn nghe rõ ràng rằng Lục Vân là em trai của Tiêu Thấm. Với địa vị của Tiêu Thấm trong giới giải trí, thế lực hậu thuẫn phía sau cô rất đáng kinh ngạc. Lục Vân không cần làm bất cứ điều gì, chỉ cần hắn nhận được sự tín nhiệm thì hắn có thể lặng lẽ làm ông chủ đứng sau hậu trường. Vì vậy, mọi người cũng không còn quá khó hiểu về hành động của Lục Vân nữa. Chỉ là bọn họ không hề ngờ rằng Lục Vân chỉ đơn giản là không muốn lộ mặt nên mới từ bỏ cơ hội này. Hơn nữa mọi chuyện cũng không quá phức tạp như bọn họ tưởng tượng. Nếu như Lục Vân thực sự muốn nổi tiếng thì hắn thật sự có cần phải dựa vào diễn xuất không? Chỉ riêng thân phận Vân Thiên Thần Quân bị lộ thì đã có sức thuyết phục hơn bất cứ điều gì khác rồi. Trong đám đông, có một thanh niên nhìn thấy Lục Vân từ chối lời mời của Trần Túc thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh ta là Lý Thành Phong, là nam chính trong bộ phim này. Năm đó anh ta cũng ra mắt với tư cách là tiểu sinh lưu lượng. Có thể nói xu hướng này là do anh ta khởi xướng, từ đó mở ra kỷ nguyên lưu lượng trong phim truyền hình. Tuy nhiên Lý Thành Phong không hài lòng với cái mác tiểu sinh lưu lượng. Sau khi trở nên nổi tiếng từ vài năm trước,
anh ta không lợi dụng danh tiếng của mình để điên cuồng kiếm tiền mà ổn định vài năm và trau dồi kỹ năng diễn xuất của bản thân. Bộ phim này là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của anh ta và kỹ năng diễn xuất của anh ta đã được cải thiện đáng kể so với trước đây. Anh ta cũng hy vọng thông qua bộ phim này để loại bỏ hoàn toàn cái mác tiểu sinh lưu lượng và bước vào hàng ngũ của phái diễn xuất. Vì thế, bộ phim này rất quan trọng với anh ta. Nếu như Lục Vân thực sự đồng ý lời mời của Trần Túc thì rất có thể vai nam chính của Lý Thành Phong sẽ bị thay thế. Dù anh ta cũng có hậu thuẫn sau lưng nhưng vẫn yếu thế hơn Tiêu Thấm một chút. Lục Vân từ chối tương đương với việc cho Lý Thành Phong một cơ hội. Lý Thành Phong không thể không nhìn Lục Vân với ánh mắt biết ơn. Thế nhưng lúc này, Lục Vân đột nhiên cười nói, đạo diễn Trần, mặc dù tôi không có ý định tiến vào giới giải trí nhưng tôi muốn ủng hộ bộ phim của chị Sáu. Vừa nghe những lời này, trong lòng Lý Thành Phong lại giật mình. Đôi mắt của Trần Túc sáng lên, anh ta nói, chẳng lẽ cậu Lục muốn đóng phim xong với cô Tiêu rồi mới đi? Trần Túc không quan tâm sau này Lục Vân có đóng phim hay không, chỉ cần Lục Vân đóng chính một lần là anh ta đã hài lòng lắm rồi. Suy cho cùng, điều mà Trần Túc mong muốn nhất là có ai đó có thể diễn giải được quan niệm nghệ thuật trong lòng anh ta. Lục Vân rất phù hợp. Trần Túc lại nuôi hy vọng. Tràn đầy chờ mong nhìn Lục Vân nhưng hắn lại lắc đầu nói, đạo diễn Trần hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn nói rằng nếu như có bất kỳ cảnh nóng nào liên quan đến chị gái của tôi thì tôi đều có thể đóng thế, thậm chí là cảnh hôn. Khi Lục Vân nói điều này, tất cả mọi người bao gồm cả Trần Túc và Lý Thành Phong đều sững người trong giây lát. Không muốn đóng vai chính mà lại muốn đóng thế. Chàng trai này đúng là có triển vọng. Tiêu Thấm cũng sửng sốt một chút, sau đó oán hận trừng mắt nhìn Lục Vân. Tên lưu manh này, mục đích của hắn nhất định phải rõ ràng như vậy sao? Trần Túc nhìn Tiêu Thấm với vẻ kỳ lạ và nói, cô Tiêu, có vẻ như em trai cô không biết tiêu chí nhận kịch bản của cô thì phải. Tiêu Thấm căn bản không hề đóng cảnh hôn, nói chỉ đến những cảnh nóng. Cho dù có thì đều có diễn viên đóng thế. Vì thế, tình huống mà Lục Vân nói hoàn toàn không hề có. Tên biến thái này mất trí rồi. Trần Túc đề nghị, cậu Lục. Cô Tiêu không hề có những cảnh này trong phim nhưng nữ phụ trong bộ phim đúng là có những cảnh kiểu này. Bọn họ đều là diễn viên, cậu có muốn thử không? Có thể diễn nữ phụ trong phim do đạo diễn Trần làm đều là những người có nhan sắc nhất định. Tuy không bằng Tiêu Thấm nhưng ít nhất cũng là minh tinh hạng 2, không phải là người bình thường nào cũng có thể đóng. Thế nhưng sau khi nghe Trần Túc nói, đôi mắt của những nữ diễn viên phụ xinh đẹp bên cạnh anh A thực sự sáng lên, trong lòng mơ hồ có cảm giác chờ mong. Yêu cầu Lục Vân cùng cô diễn cảnh nóng, nữ phụ không những không có phản đối, thậm chí còn có một tia mong đợi. Không kể vẻ ngoài và khí chất của Lục Vân, thân phận và lai lịch của hắn mới là cái quan trọng nhất. Võ giả, em trai của Tiêu Thấm. Bất kỳ một trong hai điểm, cái nào cũng đủ để bọn họ ngưỡng mộ, nếu cô có thể diễn giả thành thật, thì cô sẽ phất lên rất nhanh. Tiêu Thấm làm việc ở công ty giải trí Thiên Thịnh, một ông lớn trong ngành giải trí. Có nguồn tài nguyên khổng lồ, nếu thông qua Lục Vân mà lấy được những nguồn tài nguyên đó thì sau này cô sẽ được thăng lên làm minh tinh hàng đầu, đây là cơ hội ngàn năm có một. Đã vậy tại sao không đồng ý chứ? Vì vậy, cô đang mong chờ điều đó. Nhưng thế mà, Lục Vân thậm chí còn không thèm suy nghĩ, nhún nhún vai nói, nếu như không có cảnh kích tình giữa tôi và chị Sáu thì thôi đi, tôi sợ diễn với người phụ nữ khác sẽ lên đạn thật sao đấy. Sao cương thật? Trong nội tâm của mấy nữ diễn viên, chúng tôi không sợ nha, chúng tôi còn ước gì anh dùng súng thật, dù sao nhà sản xuất cũng đã sử dụng qua một lần. Tiêu Thấm nghe ra hàm ý khác trong lời nói của hắn, cô hơi nheo mắt lại, khịt mũi nói, ý của em là, nếu em diễn với chị, em sẽ không sợ đụng súng đạn thật sao? Thực sự thông minh. Lục Vân tán thưởng liếc nhìn Tiêu Thấm, sau đó ở trước mặt mọi người, hắn hào phóng ôm lấy eo mảnh khảnh của Tiêu Thấm nói, chị là chị Sáu của em. Làm sao em có thể sử động súng đạn với chị được? Vừa nói, một luồng nhiệt khí từ chiếc eo mảnh khảnh của Tiêu Thấm lan tràn, đi khắp toàn thân, giống như điện giật, làm thân thể mềm mại của Tiêu Thấm khẽ run, trong mắt cô trở nên cực kỳ oán hận. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lục Vân đang dùng chân khí để quậy phá. Lão lưu manh này rõ ràng là một tên lừa đảo chính hiệu, hắn cố ý muốn làm mình khó xử mà, chị hai, chị ba lại nói hắn nhát gan. Nói vậy lương tâm của các người không cắn rứt sao? Trong lòng Tiêu Thấm khẽ phỉ nhổ,
đem thân thể mềm mại thơm tho của mình dựa vào người Lục Vân, bởi vì hai chân cô đã mềm nhũ, chỉ có thể duy trì tư thế như vậy. Lục Vân cười nhẹ, cố ý buông tay và bước chân sang một bên, điều này khiến Tiêu Thấm càng thêm tức giận. Vì để không mất bình tĩnh, cô chỉ còn cách khập khiễng đi theo Lục Vân, dùng đôi tay mảnh khảnh nhéo eo Lục Vân, thấp giọng mắng, em còn dám di chuyển thêm một bước nữa xem L. Từ ánh nhìn của mọi người xung quanh, chính là Tiêu Thấm chủ động dựa vào người Lục Vân. Thực sự là chị em tình thâm, mọi người xung quanh đều ghen tị. Sau khi Trần Túc nhìn thấy cảnh này càng cảm thấy hối hận, anh ta chưa từng thấy Tiêu Thấm thân mật với người đàn ông nào như vậy, nếu để bọn họ đóng cùng bộ phim truyền hình, cho dù là cảnh nóng, cũng không cần diễn viên thay thế. Nói không chừng còn có thể đem nụ hôn đầu tiên của Tiêu Thấm trên màn ảnh gửi đi, đây chắc chắn sẽ là một chủ đề nóng. Thật đáng tiếc, Lục Vân không có dự định gia nhập làng giải trí. Tiêu Thấm chậm lại một lúc lâu, cảm thấy cảm giác điện giật trong cơ thể hoàn toàn biến mất, sau đó di chuyển cơ thể mỏng manh của mình ra khỏi cơ thể của Lục Vân, dù vậy, lúc này cô gần như vẫn còn lảo đảo. Lục Vân vội vàng đỡ lấy cô, giả điên nói, chị Sáu, chị xem chị kia, quay phim vất vả quá, ngay cả đứng thẳng cũng không đứng thẳng được, không bằng chọn thời điểm nào đó đi, em châm cứu cho chị, bồi bổ khí huyết. Lão lưu manh nhà em chỉ giỏi giả vờ, đừng nghĩ chị không biết vừa rồi em mới động tay động chân. Tiêu Thấm phẫn nộ trừng mắt nhìn Lục Vân, oán hận nói. Nếu không có nhiều người như vậy ở đây, cô nhất định để Lục Vân biết, rốt cuộc ai lớn ai nhỏ. Chị đi thay quần áo trước. Tiêu Thấm lười cãi lại Lục Vân, đang định đi đến phòng thay đồ của đoàn làm phim để thay chiếc sườn xám trên người ra. Lục Vân nhìn lại bộ đồ phản diện mà hắn đang mặc, cũng định đi thay quần áo của mình ra, khi hắn đi tới, Tiêu Thấm vẫn chưa thay quần áo. Đúng là con gái chỉ biết lề mề. Lúc này, nam diễn viên hàng đầu Lý Thành Phong đi tới, nói cảm tạ anh Lục về việc vừa rồi. Lục Vân kinh ngạc nhìn anh ta, cảm tạ cái gì? Nếu như vừa rồi anh đồng ý với lời mời làm diễn viên của đạo diễn Trần, chắc chắn sau này anh sẽ thay thế luôn nhân vật của tôi rồi, cho nên, là anh đã cho tôi một cơ hội. Lý Thành Phong cười khổ một tiếng, nói. Trong lòng anh ta cũng biết, khí chất của Lục Vân thích hợp đóng vai chính trong bộ phim này hơn anh ta, phải nói không ai thích hợp hơn Lục Vân. Dù sao Lý Thành Phong nay không bằng xưa. Lúc ở đỉnh cao của sự nghiệp, anh ta đã chọn chuyển đổi, một quyết định đòi hỏi sự can đảm rất lớn. Ở thời đại lưu lượng là nhất này, cho dù là cựu streamer hàng đầu, chỉ cần 2-3 năm không xuất hiện, cũng rất dễ dàng bị người đến sau thay thế. Điều này là do chi phí đào tạo của tiểu sinh lưu lượng rất thấp, chỉ cần ngoại hình không tệ, sau khi được công ty quản lý thiết kế vẻ ngoài và tính cách, họ sẽ được đưa ra mắt để thử nghiệm. Hỏng người này thì thay người khác, chắc chắn sẽ có người trồi dậy được. Đối với những công ty quản lý này, cho dù 99 người đầu tiên là bia đỡ đạn, chỉ cần người thứ 100 bạo hồng, thì cũng đủ mang đến một khoản lợi nhuận khổng lồ. Không giống như những công ty quản lý trước kia. Để bồi dưỡng một người cần một khoản chi phí rất lớn, bởi vì kỹ năng diễn xuất cũng cần có thời gian để tôi luyện. Đầu tiên, để thu hút fan hâm mộ các tiểu sinh lưu lượng cần có ngoại hình và thiết kế hình tượng, còn kỹ năng diễn xuất không quá quan trọng. Vì vậy, sau khi nổi tiếng nhiều tiểu sinh lưu lượng sẽ thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh, thừa dịp còn nổi mà điên cuồng hút tiền, có cảm giác như đang ăn tươi nuốt sống tuổi trẻ của bản thân. Không giống như Lý Thành Phong, vào thời kỳ đỉnh cao của danh tiếng, anh ta lại chọn ổn định cuộc sống. Điều đó cũng có nghĩa là Lý Thành Phong cực kỳ dễ bị các tiểu sinh lưu phía sau thay thế. Anh ta đã bỏ lỡ thời điểm đỉnh cao, không giống như 2-3 năm trước, ngày nào cũng có vô số người đến mời anh ta đóng phim, lần này là anh ta chủ động tìm Trần Túc tự mình tiến cử mình, Trần Túc cũng nghĩ đến tình bạn trước đây mà đồng ý cho anh ta một cơ hội. Là tác phẩm trở lại đầu tiên sau khi chuyển đổi sao? Lý Thừa Phong vô cùng trân trọng cơ hội này và đã làm việc rất chăm chỉ trong quá trình quay phim. Sao chuyển từ tiểu sinh lưu lượng chú ý độ nổi tiếng sang làm diễn viên phái thực lực chú ý diễn xuất. Nhưng dù có cố gắng thế nào thì vẫn có một khoảng cách nhất định so với một tuyển thủ tài năng như Lục Vân. Bởi vì Lục Vân không hề diễn xuất, nhưng lại có khí chất như vậy, cho dù những diễn viên kỳ cựu của những thập niên trước có đến, cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Lục Vân vỗ vai Lý Thành Phong và nói, thiên tài chính là như vậy, nhưng đừng nản lòng. Tôi nghĩ anh sẽ có cơ hội trong tương lai, anh có thể thử đóng vai Vân Thiên Thần Quân.
thiên tài chính là như vậy. Lục Vân thực sự không khiêm tốn chút nào, nhưng câu hắn vừa nói, thử đóng vai Vân Thiên Thần Quân đi, đã khiến Lý Thành Phong rất sợ hãi không nhẹ. Vân Thiên Thần Quân là người như thế nào, sao có thể tùy tiện xúc phạm đến? Anh Lục, đừng đùa nữa, trên đời này không có người nào có tư cách đóng vai Vân Thiên Thần Quân đâu, chắc chắn là không có một ai. Trên mặt Lý Thành Phong tràn đầy vẻ cung kính nói. Vân Thiên Thần Quân là anh hùng của Long Quốc, người đứng đầu cả nước, bất kể là trường hợp nào cũng không được lấy hắn ra bàn luận, đây là sự tôn trọng đối với Vân Thiên Thần Quân. Chứ nói gì đến việc đưa Vân Thiên Thần Quân lên màn ảnh. Có lẽ chỉ có thể đợi đến lúc Vân Thiên Thần Quân trăm tuổi, mới có dùng một bài ca anh hùng để ca ngợi Vân Thiên Thần Quân, hơn nữa điều này phải dưới sự chỉ đạo của thủ lĩnh tối cao của Long Quốc. Nếu không thì, chính là tội chết. Tội chết đấy, tuyệt đối không phải là nói quá đâu. Nhìn thấy bộ dáng của anh ta, Lục Vân cười khổ nói, nhìn anh kia, làm như Vân Thiên Thần Quân đáng sợ như đại hồng thủy gì gì đó sao. Thật ra, dưới chiếc mặt nạ đầu rồng kia, Vân Thiên Thần Chủ cũng giống như anh thô, có hai mắt một mũi một miệng, làm gì phải khẩn trương như vậy. Lục Vân lắc lắc đầu, nhưng mà lời nói này càng là làm sắc mặt Lý Thành Phong biến đổi thêm, anh ta nói, Lục tiên sinh, đó không phải vấn đề ngài ấy đáng sợ hay không, tôi cũng không sợ hãi ngài ấy, mà là, thần quân điện hạ không thể lăng mạ, tôi có thái độ này là xuất phát từ sự tôn kính ngài ấy. Xuất phát từ sự tôn kính cho nên mới sợ hãi, nỗi sợ này căn bản không cùng một khái niệm với nỗi sợ hãi bình thường. Lý Thành Phong chậm rãi nói, anh Lục, nghe lời khuyên của tôi, lời nói vừa rồi anh đừng nên nói lại lần thứ hai, huống chỉ chúng ta là người trong giới giải trí, lời nói và hành động càng phải cẩn trọng. Nhiều lúc rõ ràng không phải ý của chúng ta, nhưng sau khi có người tâm tư đen tối biến đổi ngữ cảnh của nó, chỉ một câu thôi cũng đủ giáng cho chúng ta một đòn chí mạng. Mặc dù Lục Vân nói rằng hắn không muốn lăn lộn trong ngành giải trí, nhưng Lý Thành Phong không nghĩ vậy. Trên đời này có rất nhiều chuyện, không phải bản thân nói không muốn, liền có nghĩa là chúng sẽ không xảy ra. Kể từ khi Lục Vân thừa nhận rằng hắn là em trai của Tiêu Thấm trước mặt mọi người trong đoàn phim, hắn sẽ phải trải qua những việc không thể khống chế được, đặc biệt là những tay săn ảnh, rất thích việc moi móc chuyện bí mật từ những người xung quanh minh tinh. Đặc biệt là đối với một minh tinh xinh đẹp như Tiêu Thấm, bình thường không có tin tức tiêu cực nào, đến lúc đó các phương tiện truyền thông càng hy vọng moi được gì đó đột phá từ trên người em trai cô, Lục Vân. Nhưng người trong đội ngũ sản xuất tương đối hỗn tạp, không ai có thể đảm bảo rằng sự tương tác giữa Lục Vân và Tiêu Thấm vừa rồi không bị một số người quan tâm quay chụp lại, thổi phồng lên và tung lên mạng xã hội. Vì vậy, sau này mỗi một lời nói và việc làm của Lục Vân rất có thể sẽ liên quan đến Tiểu Thấm, nếu hắn sơ ý một chút, sẽ giáng một đòn mạnh mẽ lên sự nghiệp của Tiểu Thấm. Và những gì Lục Vân nói vừa rồi là có nguy cơ ảnh hưởng cao nhất. Dưới mặt nạ đầu rồng của Vân Thiên Thần Quân có hai mắt, một mũi và một miệng là điều chắc chắn, dù sao Vân Thiên Thần Quân cũng là một con người, không phải là một con quái vật. Đây là sự thật, nhưng hắn không thể tùy tiện nói ra như vậy. Một khi bị giới truyền thông vô đạo đức nghe được, để thu hút sự chú ý, bọn họ có thể lợi dụng điều này để làm ầm lên với tiêu đề, em trai của nữ diễn viên nổi tiếng Tiêu Thấm ăn nói thô lỗ và công khai khinh thường thần quân điện hạ. Bất luận là Tiểu Thấm hay thần quân điện hạ, những từ khóa này đều rất dễ dàng thu hút sự chú ý của truyền thông đại chúng. Nội dung của bài báo cùng với những gì Lục Vân vừa nói chắc chắn sẽ gây náo động. Vân Thiên Thần Chủ đã được thần thánh hóa trong lòng người dân Long Quốc, đã trở thành một loại tín ngưỡng. Làm sao có thể tùy tiện nói về một vị thần như vậy? Không thể tha thứ. Đến lúc đó, cho dù Tiểu Thấm trong giới giải trí có bối cảnh lớn đến đâu cũng không sánh được sự cuồng tín sùng bái Vân Thiên Thần Quân của mọi người. Đó sẽ là một thảm họa thực sự. Vì vậy, Lý Thành Phong lo lắng không phải là không có lý, anh ta còn tốt bụng mà thuyết phục Lục Vân một phen, hy vọng rằng Lục Vân sẽ chú ý hơn đến lời nói và hành động của mình trong tương lai. Sau khi Lục Vân nghe xong, nhìn Lý Thành Phong một cái thật sâu, nói cảm ơn anh đã nhắc nhở. Tôi nhất định sẽ chú ý hơn nữa khi nhắc đến đấng tối cao Vân Thiên Thần Quân. Người bình thường như chúng ta thật đúng là không thể tùy tiện nói. Anh Lục hiểu được là tốt rồi, chỉ cần nhớ lấy bốn chữ, cẩn thận lời nói. Lý Thành Phong khuyên thêm một lần nữa, sau đó, liền cười rạng rỡ, nói tôi đây không quấy nhiễu vận đào hoa của anh Lục tìm tới. Nói xong liền rời khỏi.
trở về hiện trường chụp ảnh. Lục Vân nhìn bóng lưng Lý Thành Phong, khóe miệng nở nụ cười, Lý Thành Phong này là một người rất đáng để kết giao, về phần anh ta nói vận hoa đào gì đi. Lục Vân quay đầu lại, lập tức hiểu, Lý Thành Phong nói vận hoa đào tìm tới là có ý gì. Chỉ thấy một vài mỹ nữ đang đi về phía bên này, họ chỉ là một số ngôi sao hạng hai đang mong chờ được diễn cảnh nóng với Lục Vân mà thôi. Có thể nổi bật giữa đám đông nữ diễn viên, đạt vị trí diễn viên hạng hai, nhan sắc tất nhiên không tầm thường, nhiều cô gái thậm chí còn đạt mức hoa khôi của trường khi học nghệ thuật. Chỉ cần cơ hội tới là họ sẽ có thể vươn lên hàng đầu. Nếu như muốn có được cơ hội này, cách nhanh nhất chính là có kim chủ, chỉ cần có kim chủ chống lưng, muốn không nổi tiếng cũng khó. Mà Lục Vân chính là kim chủ tốt trong mắt mấy. Lục tiên sinh, tôi tên là XXX, là một cô gái có ước mơ, tôi yêu nghệ thuật, nguyện cống hiến tất cả cho nghệ thuật. Một cô nương với vẻ ngoài thanh thuần ngọt ngào, tự mình giới thiệu bản thân trước mặt Lục Vân, cùng lúc đó còn không quên khế xoa mái tóc tỏa hương của mình, trông vô cùng lão luyện. Nghe đi, cảm động làm sao? Một cô gái sẵn sàng cống hiến hết mình cho nghệ thuật chắc chắn là có một tình yêu nghệ thuật sâu sắc. Lục Vân đánh giá cao các cô dám theo đuổi ước mơ của mình. Ngay sau đó, một cô gái khác nói, anh Lục, từ khi bước chân vào ngành này, tôi đã thầm hạ quyết tâm rằng mình phải nổi bật. Tiền bạc không quan trọng, tôi chỉ muốn gia đình mình hãnh diện, bởi vì tôi đến từ nông thôn. Lục Vân gần như xúc động và nói, các cô đều rất tốt. Long Quốc của chúng ta vẫn còn thiếu những cô gái có năng lượng tích cực vươn lên như các cô. Các cô là chuẩn mực của người phụ nữ tự lập trong thời đại mới. Nếu các cô kiên trì trên con đường mình đã chọn đó, sớm muộn gì cũng có ngày thành công. Lục Vân thực sự cảm động nên nói không ngừng, hẳn muốn nói gì đó để động viên những cô gái có khát vọng này. Họ đến với hẳn không phải là vì muốn hắn động viên hay sao? Lục Vân cảm thấy mình quá chu đáo. Trong lúc đang nói chuyện, có một cô gái khác đi về phía bên này. Cô gái có dáng người cao, ăn mặc giản dị và đội mũ lưỡi chai màu trắng. Cho dù như vậy, Lục Vân vẫn thấy đó là một cô gái rất xinh đẹp. Đôi mắt Lục Vân lập tức sáng lên, hắn sải bước tiến lên nắm lấy chiếc váy mềm mại của cô gái và nói, người đẹp, nhất định cô là một cô gái rất yêu nghệ thuật. Cô sẵn sàng cống hiến hết mình vì nghệ thuật đúng không? Anh Lục, anh nói đúng. Tôi rất yêu nghệ thuật và tôi sẵn sàng cống hiến hết mình vì nghệ thuật. Thế nhưng tôi sẵn sàng đổ mồ hôi chứ không muốn hiến thân, phiền anh hãy tránh xa tôi ra. Người đẹp, cô nói vậy là không đúng rồi. Hiến thân cũng là một loại đổ mồ hôi, nếu như không đổ mồ hôi thì chỉ có thể nói rằng người đàn ông sau lưng cô không được mà thôi. Lục Vân không hề bỏ tay ra, ngược lại hẳn càng siết chặt hơn, khóe miệng nở nụ cười tà ác. Cô gái dùng giày bệt giã mạnh vào chân Lục Vân. Tức giận nói, lão lưu manh, gọi em là anh Lục, em tưởng mình có mặt mũi lắm đúng không? Cô gái đội mũ lưỡi chai màu trắng này chính là Tiêu Thấm, cô đã đổi sang bộ trang phục khác. Khi mặc đồ bình thường, khí chất của cô hoàn toàn khác với người phụ nữ mặc sườn xám gợi cảm vừa rồi. Một số nữ minh tinh hạng hai gần đó có chút không hài lòng khi nghe những lời mỉa mai nhưng khi quay đầu lại và phát hiện ra người nói là Tiêu Thấm thì sắc mặt của họ lập tức thay đổi. Một số người rời đi với vẻ mặt xấu hổ và nhìn Lục Vân với vẻ bực bội trước khi đi. Chỉ cần là đàn ông sẽ đều hiểu mục đích của họ khi đến đây nhưng một thằng nam xe thép như Lục Vân, cho bọn một bài phát biểu tiếp động lực là may mắn lắm rồi. Bọn tôi tới đây chỉ để nghe bài phát biểu thôi sao? Có nhất định phải nói thẳng ra là đêm nay tôi đi cùng anh, vậy sau này anh có thể trở thành hậu thuẫn của tôi được không? Cống hiến hết mình cho nghệ thuật, đã ám chỉ rõ ràng như thế rồi. Vừa rồi Lục Vân vẫn luôn cổ vũ bọn họ, nói chuyện sôi nổi khiến cho bọn họ ngại ngùng không dám ngắt lời hắn để hỏi thông tin liên lạc. Hiện tại Tiêu Thấm đến, bọn họ lại càng thêm xấu hổ không dám hỏi. Cho nên chỉ đành tuyệt vọng rời đi. Tiêu Thấm muốn thoát khỏi móng heo của Lục Vân, cô cười nói cảm giác được người đẹp bao quanh thế nào. Em có trách chị đã phá vỡ vận may của em không? Làm gì có chuyện đó, hoa đào có bao nhiêu cũng không bằng đóa sen trắng như chị Sáu được. Lẻo mồm lẻo mép, dù sao những cô gái đó đều là minh tinh hạng hai cả đấy. Có như vậy cũng không sánh bằng các chị gái xinh đẹp của em được. Mặc dù có nịnh nọt nhưng nghe cũng vui tai. Đi thôi, hôm nay chị không ăn tôi với đoàn làm phim, chị muốn đi dạo bên ngoài với em.
chị đã nói trước với chị Hồng rồi. Tiêu Thấm nắm lấy cánh tay của Lục Vân không chút do dự. Lục Vân kinh ngạc nói, dù sao chị cũng là đại minh tinh, ra đường ôm cánh tay của một người đàn ông xa lạ như vậy, chị không sợ lời đồn bên ngoài sao? Su, Tiêu Thấm ngắt lời nói, chị chưa từng tạo bất cứ hình tượng nào, huống chị em chỉ là em trai của chị. Cho dù đó có thực sự là một mối quan hệ yêu đương quang minh chính đại thì có sao? Chị không lo những người hâm mộ nam sẽ rời bỏ chị sao? Chị đã nói rồi, diễn xuất chỉ là sở thích của chị mà thôi. Chị hy vọng khán giả sẽ thích chị vì kỹ năng diễn xuất chứ không phải vì bất cứ khía cạnh nào khác. Nếu như người hâm mộ thoát ra chỉ vì chị ra đường với một người đàn ông thì điều đó cho thấy rằng kỹ năng diễn xuất của chị chưa đủ tốt. Hơn nữa, Tiêu Thấm liếc mắt nhìn Lục Vân, sau đó nói, lúc trước em ở trường quay, vòng tay ôm eo chị trước mặt bao nhiêu người như thế, em cho rằng không có lời đàm tiếu nào hay sao? Lão lưu manh, Lục Vân cười nói, ha ha, nếu như chị Sáu đã nói vậy thì em yên tâm rồi. Nói xong, Tiêu Thấm ngoan ngoãn đeo khẩu trang vào, nếu như để muộn hơn chút nữa thì sẽ thu hút lượng lớn người qua đường. Đây cũng là lý do tại sao Tiêu Thấm lựa chọn mặc quần áo đơn giản như vậy. Sau khi cải trang đơn giản như vậy, cả hai cũng không gặp quá nhiều trở ngại trên đường. Sau khi mua sắm một lúc, Tiêu Thấm đói bụng nên cả hai bước vào một nhà hàng và gọi đồ ăn. Sau khi đặt đồ xong, Lục Vân do dự hỏi, chị Sáu, chị nói thật đi, có phải chị nhận Sugar Daddy rồi không? Trong giới giải trí hỗn tạp, Tiêu Thấm có tiêu chuẩn nhận kịch bản của riêng mình. Cô không nhận có cảnh hôn, không nhận có cảnh thân mật nhưng vẫn có những đạo diễn nổi tiếng tìm cô đóng phim. Đương nhiên là chuyện này không dễ dàng. Hơn nữa trong lúc thay quần áo ở đoàn làm phim, có mấy minh tinh hạng 2 đã đến nói chuyện với Lục Vân. Điều này chứng tỏ sau lưng Tiêu Thấm nhất định có tài nguyên mà bọn họ rất muốn có. Có nhiều dấu hiệu cho thấy có ai đó đứng sau Tiêu Thấm. Nghe được câu hỏi của Lục Vân, Tiêu Thấm dừng lại một chút, sau đó mỉm cười nói, chị không có Sugar Daddy nhưng lại có vài vị hôn phu. Dù sao thì chị gái của em xinh đẹp như thế nên có đàn ông giàu có chiều chuộng là chuyện bình thường. Vị hôn phu, lại còn có mấy người nữa. Sắc mặt Lục Vân thay đổi, hắn nuốt nước miếng nói, chị Sáu, chị đang đùa em à? Rõ ràng là em nói giỡn trước mà. Một giây trước, Tiêu Thấm còn mỉm cười xinh đẹp. Một giây sau, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp biến mất, cô mắng, lão lưu manh, ngay cả chị gái mình mà cũng không tin. Chị có phải là loại người dựa vào đàn ông để nổi tiếng không? Chị Sáu, em xin lỗi. Không phải là em không tin chị mà chỉ là cảm thấy hơi kỳ quái. Thấy sắc mặt của Tiêu Thấm thay đổi, Lục Vân nhất thời hoảng sợ, lúng túng đứng dậy giải thích. Nhìn thấy một người đàn ông cao lớn như Lục Vân lại đứng thẳng người như một đứa trẻ làm sai điều gì, thậm chí trên mặt hắn còn lộ rõ vẻ lo lắng và áy náy, Tiêu Thấm không còn tức giận nữa. Hơn nữa, cô cũng chỉ muốn trêu tiểu Lục Vân mà thôi. Thật ra cô không hề tức giận chút nào, bởi vì mấy chị gái cũng từng hỏi qua về vấn đề này. Môi trường trong làng giải trí chính là như vậy, ở một mình cực kỳ khó khăn. Đối với một cô gái như Tiêu Thấm, muốn đạt được địa vị nhất định ở một nơi hỗn tạp như vậy thì những nhân tố đằng sau khó có thể không khơi dậy trí tưởng tượng của mọi người. Tiêu Thấm cười khúc khích nói, em xem, em lo lắng quá rồi. Chị chỉ nói đùa với em thôi, em tưởng thật hả? Chị không hề tức giận đâu. Nụ cười rạng rỡ này đã chạm thẳng vào trái tim của Lục Vân. Hắn thực sự sợ rằng những lời hắn vừa nói sẽ làm chị Sáu tổn thương. Lục Vân thở phào nhẹ nhõm, nói chị Sáu, đương nhiên là em tin chị. Sau này, em sẽ không hỏi những vấn đề ngu xuẩn như vậy nữa. Trông thấy hẳn như vậy, trong lòng Tiêu Thấm cảm thấy ấm áp. Cô nói, thật ra tiểu Lục Vân hoài nghi cũng là chuyện bình thường. Em không nghi ngờ cũng có nghĩa là em không quan tâm đến chị. Chị Sáu, em. Lục Vân đang định nói gì đó, Tiêu Thấm xua tay cắt ngang, thế lực sau lưng chị là Long Gia ở thủ đô, đồng thời cũng là công ty giải trí mà chị đang làm việc, ông chủ đứng sau công ty giải trí Thiên Thịnh. Tiêu Thấm từ từ giải thích, điều này đúng là có chút kỳ lạ. Khi Tiêu Thấm mới bước vào giới giải trí, cô không liên quan tới Long Gia. Cô bước vào giới giải trí hoàn toàn là vì sở thích. Cô chưa từng nghĩ đến việc mình có nổi tiếng hay không nên đương nhiên là không có chuyện vì nổi tiếng mà sẵn sàng sử dụng quy tắc ngầm. Cứ coi như đi đóng phim là một trải nghiệm đi,
nếu như thất bại có thể trở về gánh vác tập đoàn Khuynh Thành cùng với chị cả. Thế nhưng thực tế chứng minh rằng suy nghĩ của Tiêu Thấm quá đơn giản. Đối với một cô gái xinh đẹp như cô, quan trọng là cô có khí chất đặc biệt khác với những cô gái thực dụng khác nên khó mà không thu hút sự chú ý. Lần đầu tiên đến một đoàn phim nhỏ, cô đã bị đạo diễn chú ý đến. Tên đạo diễn đó hứa rằng sẽ nâng đỡ và để cô làm nữ chính, ông ta cũng nói rằng cô nhất định sẽ trở nên nổi tiếng nhưng phải trả giá bằng một thứ gì đó. Ý đồ của ông ta rất rõ ràng, nói thẳng ra là muốn Tiêu Thấm thực hiện quy tắc ngầm. Đương nhiên là Tiêu Thấm cảm thấy không vui và nói thẳng tại chỗ rằng cô không muốn bán thân để trở thành người nổi tiếng. Đạo diễn quấy rầy một hồi, sau đó thấy không làm gì được Tiêu Thấm nên bắt đầu giở thủ đoạn hèn hạ. Kết quả là lúc này, đột nhiên người của Long Gia xuất hiện và dạy cho tên đạo diễn đó một bài học. Kể từ đó, trong giới giải trí không còn bất cứ tin tức nào liên quan tới tên đạo diễn đó nữa. Từ đó có thể thấy rằng, địa vị của Long Gia trong giới giải trí không hề thấp. Mãi sau này, Tiêu Thấm mới biết rằng Long Gia chính là ông chủ đứng đắng sau công ty giải trí Thiên Thịnh. Chỉ là cô không hiểu tại sao Long Gia lại muốn giúp mình. Cho đến sau này, người của Long Gia nói với Tiêu Thấm rằng có một thành viên quan trọng của Long Gia bị bệnh nặng và được một lão đạo sĩ cứu sống. Lão đạo sĩ đó không nhận bất cứ hậu tạ nào mà chỉ đặc biệt nói với Long Gia rằng phải bảo vệ Tiêu Thấm. Để báo đáp công ơn của lão đạo sĩ, Long Gia đã quyết định ký hợp đồng với Tiêu Thấm dưới danh nghĩa công ty giải trí Thiên Thịnh. Một mặt giúp cô thực hiện ước mơ của mình, mặt khác cũng có lợi trong việc bảo vệ cô. Tiêu Thấm không dám tùy tiện đồng ý bởi vì cô không biết lão đạo sĩ đó là ai. Vì thế, Tiêu Thấm cảm thấy loại bánh ngọt từ trên trời rơi xuống này rất không đáng tin. Khi đó, Tiêu Thấm thậm chí đã quyết định rút khỏi giới giải trí và không bao giờ lội vào vũng nước đục này nữa. Nhưng không ai ngờ, Long Gia lại đưa ra một quyết định còn kinh người hơn. Họ nói rằng nếu như Tiêu Thấm không muốn tiến vào giới giải trí nữa thì cô có thể chuyển sang làm chủ hậu trường. Long Gia cũng nguyện ý để lại công ty giải trí Thiên Thịnh cho cô. Công ty giải trí Thiên Thịnh có một vị trí quan trọng trong giới giải trí, có rất nhiều minh tinh nổi tiếng từng là nghệ sĩ của Thiên Thịnh. Long Gia nói đưa là đưa. Điều này khiến cho Tiêu Thấm hơi sợ, hiển nhiên là cô không dám nhận lễ vật quý giá như thế. Tuy nhiên Long Gia đã khổ sở van xin giãng hãy cho họ một cơ hội trả ơn bởi vì bọn họ không dám trái lời của lão đạo sĩ. Tiêu Thấm do dự mất một thời gian về vấn đề này. Cuối cùng sau khi cân nhắc, cô lựa chọn trở thành nghệ sĩ trực thuộc công ty giải trí Thiên Thịnh. Khi ký hợp đồng, cô đã đọc đi đọc lại rất kỹ và chắc chắn không có bất cứ điều khoản nào bất lợi với mình mới ký tên. Sau đó, cô cũng quan sát một khoảng thời gian thì mới phát hiện ra Long Gia thật sự không có ác ý gì với mình. Họ không những cho cô tiến vào giới giải trí mà còn cung cấp cho cô rất nhiều tài nguyên điện ảnh và truyền hình đặc sắc. Thậm chí Long Gia còn sẵn sàng trao lại công ty giải trí Thiên Thịnh cho Tiêu Thấm. Có điều Tiêu Thấm cũng rất hào phóng. Sau khi lấy được những tài nguyên đó, cô không hưởng thụ một mình mà còn phân phát cho những nghệ sĩ khác trong công ty. Rất nhiều nghệ sĩ cũng nhờ những tài nguyên này mà trở nên nổi tiếng. Đây là lý do tại sao Tiêu Thấm có địa vị cao trong giới giải trí. Sau khi nghe xong, trong lòng Lục Vân đại khái cũng có phỏng đoán. Hẳn có chút kỳ quái hỏi, chị Sáu, lão đạo sĩ cứu tính mạng Long Gia có phải tên là Thiên Huyền Tử không? Đôi mắt của Tiêu Thấm lập tức sáng lên, cô nói, đúng đúng, chị nghe từ Long Gia nói rằng lão đạo sĩ đó tên là Thiên Huyền Tử. Khi đó, họ hỏi chị quan hệ gì lão đạo sĩ Thiên Huyền Tử nhưng chị hoàn toàn không biết người đó là ai. Tiểu Lục Vân, em có biết đó là ai không? Lục Vân có thể nói ngay ra tên của lão đạo sĩ đó, điều đó có nghĩa là chắc hẳn hắn biết ông ấy. Sự tò mò của Tiêu Thấm lập tức trỗi dậy. Lục Vân cười nói, em không chỉ biết mà còn rất thân thuộc với ông ấy nữa. Không ngờ lão già vô lương tâm kia lại nghĩa khí như vậy. Trong lúc em đi vắng, ông ấy lại bảo vệ chị tốt như vậy nên em sẽ tha thứ cho ông ấy việc lấy các bức tranh của em bán đi kiếm tiền. Tiêu Thấm nổi lên lòng hiếu kỳ, vội hỏi Lục Vân chuyện gì đang xảy ra, Lục Vân không còn cách nào khác đành phải thành thật trả lời rằng lão đạo sĩ chính là sư phụ của mình. Tiêu Thấm nghe vậy thì chợt một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt xinh đẹp của cô, và cô ấy nói, cho nên, tất cả y thuật của em có là học được từ Thiên Huyền Tử đạo sĩ. Khó trách em vừa trở về đã có được danh hiệu thần y. Tiêu Thấm cũng biết được đại khái tình huống hiện tại của Lục Vân từ thư của mấy chị em gửi đến,
biết sau khi trở lại Giang Thành, Lục Vân rất nhanh đã trở thành một thần y nổi tiếng, trong lòng cô còn thầm tự hào một hồi lâu. Em trai của cô rất có tiên đồ. Bây giờ biết tiểu Lục Vân là đồ đệ của vị đạo sĩ già đó, thì Tiêu Thấm cũng không còn khó hiểu tại sao ở tuổi này mà hẳn có thể có được tài năng y thuật đáng kinh ngạc như vậy. Có thể nói, thầy hay thì trò giỏi. Tiêu Thấm chưa từng gặp qua Thiên Huyền Tử đạo nhân, nhưng từ vài câu nói của Long Gia, có thể biết y thuật của Thiên Huyền Tử đạo nhân vô cùng lợi hại, nếu không Long Gia đã không cầu xin Tiêu Thấm cho bọn họ một cơ hội báo đáp ân tình. Từ đó suy ra, Tiêu Thấm phải có quan hệ nào đó với Thiên Huyền Tử đạo trưởng. Còn cụ thể là gì thì không rõ. Bản thân Tiêu Thấm cũng không rõ. Hôm nay, sau khi nghe những lời của Tiểu Lục Vân, Tiêu Thấm rốt cục cũng hiểu rằng đây là lý do tại sao Thiên Huyền Tử yêu cầu Long Gia bảo vệ cô ấy, tất cả là vì Tiểu Lục Vân. Nhìn khuôn mặt điển trai của Lục Vân, Tiêu Thấm vô cùng xúc động. Có một người em như thế này thì còn đòi hỏi gì hơn? Tiêu Thấm muốn đứng dậy và ôm Lục Vân một cái, nhưng lúc này Lục Vân đã nói một lời đánh vỡ cảm xúc của cô. Chị Sáu, theo lời chị nói, toàn bộ công ty giải trí Thiên Thịnh đều phụ thuộc vào chị, công ty căn bản không thể gò bó chị, vậy chị đáng lẽ phải quay lại gặp em từ mấy tháng trước, sao chị lại trì hoãn đến tận bây giờ? Lúc đầu, Lục Vân đã đọc được nội dung trò chuyện của nhóm chị em họ từ điện thoại di động của Lâm Thanh Đàm, khi biết Lục Vân còn sống. Tiêu Thấm đã nói công ty không cho nên cô không về được. Đến hôm nay hắn mới biết rằng với địa vị của Tiêu Thấm, giải trí Thiên Thịnh nào dám không cho cô ấy đi, có thể cô ấy muốn bay lên trời luôn cũng không ai cản. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Thấm lộ ra chút áy náy, ngượng ngùng cười, ha ha, thật sự là chị rất bận, nếu không lấy công ty làm cái cớ, em nhất định sẽ cảm thấy chị coi trọng sự nghiệp hơn em. Mặc dù Tiêu Thấm rất có tiếng nói trong giải trí Thiên Thịnh, dù cô có đi Sania nghỉ dưỡng nửa tháng trong thời gian quay phim đi chăng nữa, cũng sẽ không có ai dám lên tiếng ngăn cản, dù có cũng chỉ là lời phàn nàn sau lưng. Nhưng Tiêu Thấm không thể vô trách nhiệm như vậy được. Trong khoảng thời gian đó, cô ấy thật sự rất bận. Còn một cái nữa, gần đó bắt đầu nổi lên một số tin đồn, nói rằng Tiêu Thấm ỷ vào có Long Gia chống lưng, thường chèn ép người mới trong đoàn, thường chơi xỏ những tên tuổi lớn. Thậm chí còn có hình ảnh Tiêu Thấm mặt mày âm trầm tát một tiểu minh tinh tuyến 18. Tất nhiên mấy thứ này đều là giả. Thực tế là, tiểu minh tinh tuyến 18 đó đã chủ động tìm đến Tiêu Thấm và nhờ Tiêu Thấm dạy cho cô ta diễn xuất. Lúc đó Tiêu Thấm cũng nhiệt tình chỉ dạy, kết quả bị bên truyền thông vô lương tâm nắm lấy, mượn đó để bôi đen cô. Sau khi tin tức đó tung ra, làng giải trí lập tức đón lấy một hồi phong ba. Chừng 70% là ủng hộ Tiêu Thấm, trong đó có khá nhiều nhân vật nổi tiếng đã từng hợp tác với Tiêu Thấm, biết rõ tính cách của Tiêu Thấm sẽ không bao giờ chèn ép người mới. Thật ra, chỉ cần động não một chút sẽ thấy, với địa vị của Tiêu Thấm ở giải trí Thiên Thịnh, hoàn toàn không cần phải chèn ép người mới. Điều này tương đương với việc nữ chủ tịch của một công ty giải trí, có hứng thú thì ra đóng phim cho vui, kết quả lại có người nói nữ chủ tịch này thường chèn ép người mới trong đoàn. Vì lo lắng người mới sẽ ảnh hưởng đến địa vị của mình. Chuyện này không phải là quá vô nghĩa sao? Sao không nói luôn là con ông chủ nhà hàng xuống bếp thực hành rửa bát vài ngày sau lại sa thải những người rửa bát trong bếp vì sợ bị cướp đi danh hiệu vinh dự là người rửa bát giỏi nhất. Đạo lý dễ hiểu thế nhưng vẫn có 30% người chọn đứng về phía đối lập. Bọn họ gồm những thành phần gì? Một số trong đó đơn giản chỉ muốn lợi dụng sức nóng. Một số thì ghen tị với Tiêu Thấm, còn lại là những người nổi tiếng đã từng có thù với Tiêu Thấm, bọn họ cũng là quân chủ lực xúi dục. Sau khi sự kiện lên men, tiểu minh tinh tuyến 18 kia không còn cách nào khác đành phải đứng ra thanh minh tin tức đó là giả, sự thật ngày hôm đó chị Tiêu đang dạy cô diễn cảnh của nhân vật phản diện. Kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Dưới sự dẫn dè của truyền thông vô đạo đức, các thủy quân liên minh với đám anh hùng bàn phím nhao nhao đòi ra mặt vì công lý. Chạy đến trang cá nhân của tiểu minh tỉnh đó để bày tỏ những nhận xét gay gắt. Hỏi cô ta có bị đe dọa không? Hỏi cô ta có phải đã nhận được lợi ích gì đó nên mới đi PR cho Tiêu Thấm? Ngoài miệng thì lên án, tự nhận là hiệp sĩ chính nghĩa bảo vệ công lý, cuối cùng lại nhe răng cần vào Tiêu Thấm, như vậy mà không ác ý. Diễn biến của sự việc ngày càng kỳ lạ hơn. Nó thậm chí còn phát triển đến trình độ công kích cá nhân. Buộc tiểu minh tinh tuyến 18 đó phải tắt luôn tương tác. Đến lúc này, đám hiệp sĩ công lý kia lại lên tiếng nói,
xem đi cô ta chột dạ rồi, không dám ló đầu nữa. Cuối cùng, tiểu minh tinh kia bị ép đến suýt nữa bị trầm cảm. Đây là một hiện tượng kỳ lạ trong làng giải trí, không, phải nói rằng đây là một hiện tượng kỳ lạ sẽ xuất hiện ở tất cả các ngành nghề cần được công chúng vạch trần, thật thật giả giả lãn lộn, quần chúng hóng hớt rất dễ bị truyền thông vô đạo đức re mũi. Chính vì sự việc đó đã đẩy Tiêu Thấm lên đầu ngọn sóng, nhưng cô không thích lãng phí thời gian vào những tin tức giải trí nhàm chán như vậy, cùng lắm cô sẽ đưa ra một câu trả lời ngắn gọn, coi như thanh minh. Còn các anh hùng bàn phím tin hay không? Tin hay không tùy các người. Tiêu Thấm chỉ hứng thú với diễn xuất, nhân vật của cô được quần chúng công nhận thì tốt, còn những chuyện lục đục như vậy, cô thật sự không muốn tham gia vào. Đó bản tính của cô. Tuy nhiên, để không tốn thêm tài nguyên của công ty, Tiêu Thấm cũng chú ý hơn đến lời nói và hành động của mình trong thời gian đó. Nếu cô ấy liều lĩnh rời khỏi đoàn phim trong quá trình quay phim, cô ấy có thể sẽ bị một số người lôi ra làm ầm lần nữa, nói rằng cô không tôn trọng tiền bối. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tiêu Thấm quyết định kìm nén mong muốn được gặp Tiểu Lục Vân, dù sao biết đã Tiểu Lục Vân vẫn còn sống, cô ấy nhất định sẽ có cơ hội được gặp lại hắn, đây cũng có thể coi là tự cho mình một mục tiêu để chờ mong. Đó là lý do tại sao Tiêu Thấm đợi đến bây giờ mới trở lại tỉnh Giang Nam để gặp Lục Vân. Tiêu Thấm chưa bao giờ thích nói chuyện ân oán bất bình trong giới giải trí với các chị em của mình. Mỗi khi chị em xem tin tức giải trí và hỏi về nó, Tiêu Thấm sẽ chỉ nói đó là chuyện nhỏ và không quan tâm. Đối với cô ấy, đó thực sự là một vấn đề nhỏ. Nếu cô thật sự khó chịu thì cũng lắm là rời khỏi làng giải trí thôi. Sau khi hai người ăn xong, rời khỏi khách sạn, Tiêu Thấm theo bản năng nhìn xung quanh, đột nhiên khẽ cau mày nói, khó trách mọi người đều gọi đám phóng viên giải trí đó là chó săn, mũi họ còn thính hơn cả chó. Khi cô và Lục Vân bước vào nhà hàng đã nhìn thấy một vài người lén lén lút lút, đến khi hai người ra họ vẫn ở đó, rõ ràng là đang theo dõi hai người. Lục Vân cũng đã chú ý từ lâu, hắn cười nói, họ thực sự rất có bản lĩnh. Chị vừa đội mũ vừa đeo khẩu trang mà họ vẫn cũng có thể phát hiện. Chắc là từ lúc chúng ta rời khỏi đoàn phim đã bị đám chó săn này đã bám đuôi, giờ chị đưa chìa khóa cho em đến ở nhà của chị ở một đêm hay em đi theo đoàn phim ở khách sạn. Tiêu Thấm ở khách sạn cùng với cả đoàn phim nên cũng không có gì phải bận tâm. Cá nhân cô ấy cũng không sợ đàm tiếu, nếu không phải sợ gây náo loạn cho người qua đường, thì dù không đeo khẩu trang, hoàn toàn lộ diện trước ống kính chương 276 đỉnh điểm. Tiêu Thấm nổi lên lòng hiếu kỳ, vội hỏi Lục Vân chuyện gì đang xảy ra, Lục Vân không còn cách nào khác đành phải thành thật trả lời rằng lão đạo sĩ chính là sư phụ của mình. Tiêu Thấm nghe vậy thì chợt một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt xinh đẹp của cô, và cô ấy nói, cho nên, tất cả y thuật của em có là học được từ Thiên Huyền Tử đạo sĩ. Khó trách em vừa trở về đã có được danh hiệu thần y. Tiêu Thấm cũng biết được đại khái tình huống hiện tại của Lục Vân từ thư của mấy chị em gửi đến, biết sau khi trở lại Giang Thành, Lục Vân rất nhanh đã trở thành một thần y nổi tiếng, trong lòng cô còn thầm tự hào một hồi lâu. Em trai của cô rất có tiền đồ. Bây giờ biết Tiểu Lục Vân là đồ đệ của vị đạo sĩ già đó, thì Tiêu Thấm cũng không còn khó hiểu tại sao ở tuổi này mà hắn có thể có được tài năng y thuật đáng kinh ngạc như vậy. Có thể nói, thầy hay thì trò giỏi. Tiêu Thấm chưa từng gặp qua Thiên Huyền Tử đạo nhân, nhưng từ vài câu nói của Long Gia, có thể biết y thuật của Thiên Huyền Tử đạo nhân vô cùng lợi hại, nếu không Long Gia đã không cầu xin Tiêu Thấm cho bọn họ một cơ hội báo đáp ân tình. Từ đó suy ra, Tiêu Thấm phải có quan hệ nào đó với Thiên Huyền Tử đạo trưởng. Còn cụ thể là gì thì không rõ. Bản thân Tiêu Thấm cũng không rõ. Hôm nay, sau khi nghe những lời của Tiểu Lục Vân, Tiêu Thấm rốt cục cũng hiểu rằng đây là lý do tại sao Thiên Huyền Tử yêu cầu Long Gia bảo vệ cô ấy, tất cả là vì Tiểu Lục Vân. Nhìn khuôn mặt điển trai của Lục Vân, Tiêu Thấm vô cùng xúc động. Có một người em như thế này thì còn đòi hỏi gì hơn? Tiêu Thấm muốn đứng dậy và ôm Lục Vân một cái, nhưng lúc này Lục Vân đã nói một lời đánh vỡ cảm xúc của cô. Chị Sáu, theo lời chị nói, toàn bộ công ty giải trí Thiên Thịnh đều phụ thuộc vào chị, công ty căn bản không thể gò bó chị, vậy chị đáng lẽ phải quay lại gặp em từ mấy tháng trước, sao chị lại trì hoãn đến tận bây giờ? Lúc đầu, Lục Vân đã đọc được nội dung trò chuyện của nhóm chị em họ từ điện thoại di động của Lâm Thanh Đàm, khi biết Lục Vân còn sống. Tiêu Thấm đã nói công ty không cho nên cô không về được. Đến hôm nay hắn mới biết rằng với địa vị của Tiêu Thấm,
Giải Trí Thiên Thịnh nào dám không cho cô ấy đi, có thể cô ấy muốn bay lên trời luôn cũng không ai cản. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Thấm lộ ra chút áy náy, ngượng ngùng cười, ha ha, thật sự là chị rất bận, nếu không lấy công ty làm cái cớ, em nhất định sẽ cảm thấy chị coi trọng sự nghiệp hơn em. Mặc dù Tiêu Thấm rất có tiếng nói trong Giải Trí Thiên Thịnh, dù cô có đi Sania nghỉ dưỡng nửa tháng trong thời gian quay phim đi chăng nữa, cũng sẽ không có ai dám lên tiếng ngăn cản, dù có cũng chỉ là lời phàn nàn sau lưng. Nhưng Tiêu Thấm không thể vô trách nhiệm như vậy được. Trong khoảng thời gian đó cô ấy thật sự rất bận, còn một cái nữa. Gần đó bắt đầu nổi lên một số tin đồn, nói rằng Tiêu Thấm ỷ vào có Long Gia chống lưng, thường chèn ép người mới trong đoàn, thường chơi xỏ những tên tuổi lớn. Thậm chí còn có hình ảnh Tiêu Thấm mặt mày âm trầm tát một tiểu minh tinh tuyến 18. Tất nhiên mấy thứ này đều là giả. Thực tế là, tiểu minh tinh tuyến 18 đó đã chủ động tìm đến Tiêu Thấm và nhờ Tiêu Thấm dạy cho cô ta diễn xuất. Lúc đó Tiêu Thấm cũng nhiệt tình chỉ dạy, kết quả bị bên truyền thông vô lương tâm nắm lấy, mượn đó để bôi đen cô. Sau khi tin tức đó tung ra, làng giải trí lập tức đón lấy một hồi phong ba. Chừng 70% là ủng hộ Tiêu Thấm. Trong đó có khá nhiều nhân vật nổi tiếng đã từng hợp tác với Tiêu Thấm, biết rõ tính cách của Tiêu Thấm sẽ không bao giờ chèn ép người mới. Thật ra, chỉ cần động não một chút sẽ thấy, với địa vị của Tiêu Thấm ở Giải Trí Thiên Thịnh, hoàn toàn không cần phải chèn ép người mới. Điều này tương đương với việc nữ chủ tịch của một công ty giải trí, có hứng thú thì ra đóng phim cho vui, kết quả lại có người nói nữ chủ tịch này thường chèn ép người mới trong đoàn, vì lo lắng người mới sẽ ảnh hưởng đến địa vị của mình. Chuyện này không phải là quá vô nghĩa sao? Sao không nói luôn là con ông chủ nhà hàng xuống bếp thực hành rửa bát vài ngày sau lại sa thải những người rửa bát trong bếp vì sợ bị cướp đi danh hiệu vinh dự là người rửa bát giỏi nhất? Đạo lý dễ hiểu thế nhưng vẫn có 30% người chọn đứng về phía đối lập. Bọn họ gồm những thành phần gì? Một số trong đó đơn giản chỉ muốn lợi dụng sức nóng, một số thì ghen tị với Tiêu Thấm, còn lại là những người nổi tiếng đã từng có thù với Tiêu Thấm. Bọn họ cũng là quân chủ lực xúi dục. Sau khi sự kiện lên men, tiểu minh tinh tuyến 18 kia không còn cách nào khác đành phải đứng ra thanh minh tin tức đó là giả. Sự thật ngày hôm đó chị Tiêu đang dạy cô diễn cảnh của nhân vật phản diện. Thiên tài chính là như vậy. Lục Vân thực sự không khiêm tốn chút nào, nhưng câu hẳn vừa nói, thử đóng vai Vân Thiên Thần Quân đỉ, đã khiến Lý Thành Phong rất sợ hãi không nhẹ. Vân Thiên Thần Quân là người như thế nào? Sao có thể tùy tiện xúc phạm đến? Anh Lục, đừng đùa nữa, trên đời này không có người nào có tư cách đóng vai Vân Thiên Thần Quân đâu, chắc chắn là không có một ai. Trên mặt Lý Thành Phong tràn đầy vẻ cung kính nói. Vân Thiên Thần Quân là anh hùng của Long Quốc, người đứng đầu cả nước, bất kể là trường hợp nào cũng không được lấy hắn ra bàn luận, đây là sự tôn trọng đối với Vân Thiên Thần Quân. Chứ nói gì đến việc đưa Vân Thiên Thần Quân lên màn ảnh. Có lẽ chỉ có thể đợi đến lúc Vân Thiên Thần Quân trăm tuổi, mới có dùng một bài ca anh hùng để ca ngợi Vân Thiên Thần Quân, hơn nữa điều này phải dưới sự chỉ đạo của thủ lĩnh tối cao của Long Quốc. Nếu không thì, chính là tội chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 19.